Chào Lê Thị Mở, chào Nghĩa Nguyễn Văn, chào chị Kim Ngờ. Để chờ đợi tất cả chúng ta nghe một bài ca, cũng vì bài ca này mà cô Quỳnh đã mất phương hướng tiếp theo một lần nữa, lại tiếp tục mất thêm một vài người bạn nữa. Cũng bài ca như thế này, chúng ta cùng nghe nha các bạn. Này là bánh bao, kia là sủi cáo, thêm một nồi ít trần, nhồi bột nó muốn đờ, chị mình tự tay gói gửi cho hôm. Chào Hương Trinh, chào Thị Cúc. Nhưng con Quỳnh chẳng ngó tới chị, đau đớn lòng cũng báo chua xót. Ngày đầu đến thăm, ôm bao nhiêu bánh mang qua làm quà. Quỳnh nhìn thấy ngon, rồi lòng thèm ăn, sực lên một nồi to. Rồi ngày thứ hai, chui lên livestream bỏ người bơ vơ. Khách đến nhà ngỡ ngác ngóng chờ, hầm bánh lại, Quỳnh lại mò ra sơi. Tôi xin cảm ơn Quỳnh, cảm ơn cô đã cho thấy con người sống rất dối trá. Cảm ơn cô, chào Nga Nguyễn, thấy mình thật là chào Loan Nguyễn Kim. Sống vui cười vô tư với đời, tự nhiên chơi với Quỳnh rồi thành ra con sen. Rồi ngày thứ ba, nghe đâu mẹ nắm rủ đi ăn nhà hàng, mà nào thấy đâu lại về lục ăn bánh mình mang qua. Gặp chùa viếng thăm, cô ta tham ăn nói thèm đồ chay, xin mang về một đống cơm chùa, lại hứa hẹn ngày sau con xin thêm nhà sư nha. Sao các bạn, bài này nó ngắn quá vậy các bạn? Rồi, thôi bây giờ cùng nhau đi đổi tiền nha các bạn. Lang ơi, chơi
huynh ơi, chẳng nghe mẹ dạy. Huynh càng ngóng nên huynh càng khùng. Chào thêm một số bạn nữa mà tôi chưa có nhìn thấy, mà thấy số lượng nó tăng lên rồi. Còn gì văn minh mất dạy như này, tử tế chỗ nào. Một nhà năm mới gầm một người, hành thường quân giúp tiền kiện thừa. Nhưng hôm nay bị chuối trời mời, như Quỳnh cầm tiền giờ lại quay lưng. Như Quỳnh cầm tiền mà chẳng rõ ràng. Chấm một lần chào bạn lâu rồi, không biết cô Thế La Trần này có đóng tiền vô trong cái quỹ 50.000 không các bạn? Nhưng hôm nay bị chơi tới người, như Quỳnh cầm tiền mà lại quay lưng. Như Quỳnh cầm tiền mà chẳng rõ ràng. Quỳnh rơi thấy sẽ lại tiền, Quỳnh rơi phải nôn tiền ra. Mau phải nôn tiền ra mới được yên. Vì làng ơi dạy dỗ lại Quỳnh, vì làng ơi nhớ tiền Quỳnh hư. Ôi cái con Quỳnh hư chẳng nghe lời mẹ. Nào cùng nhau đi đòi. Chào Trần Phúc. Nào cùng nhau bánh cân Quỳnh dở. Đem văn minh tử tế để lọc lừa, như Quỳnh cầm đầu một bầy lâu la. Như Quỳnh cầm đầu một đám bội tình. Nào cùng nhau đi đòi tiền lại, nào cùng nhau vạch trần Quỳnh dở. Đem văn minh tử tế để lọc lừa, như Quỳnh lừa biển vài chục nghìn đô la. Tôi cùng bầy Quỳnh lừa mất 5.000. Quỳnh dở ơi hãy che lại tiền, Quỳnh dở ơi phải nôn tiền ra. Mau hãy nôn tiền ra mới được yên. Tôi đâm bán cho nó vui. Quỳnh dở ơi mau trả lại tiền, Quỳnh dở ơi phải nôn tiền ra. Mau hãy nôn tiền ra mới được yên nha. Rồi, cho tôi xin chào 43 bạn. Trước khi đi vào đề chánh thì tôi muốn điểm lại cho các bạn vì sao mà gây lên những cái nỗi bức xúc của từng người một sẽ đứng lên, sẽ dám là đối lại, đối trọng lại với lại những cái tôi cho là một bè lũ, một nhóm hắc ám. Chính vì vậy mà không ai chỉ ra cho cô Quỳnh thấy rằng cô đã không là còn một chút xíu gì trong mắt chúng tôi. Cô đã bị sụp đổ ngay từ ngày đầu tiên cô đem thằng Toán Trần ra cô đánh một cách vô lối. Chưa bao giờ cô thấy cô sai ở điểm nào, cô chỉnh đổi chỗ nào. Các bạn, đây là cái ngày
cảnh ở chỗ nào? Đúng không? Lúc này là con của tôi. Nếu các bạn nào mà đã từng qua khu vực này thì chắc chắn con của tôi đang phải chuyển viện. Phải chuyển viện. Lúc này nó rơi vào tháng 12, 11 tháng 12. Thì đây thêm một ngày nữa nè các bạn. Cái này là ngày 9 tháng 12. Cái bài này là bài tôi đã lên tôi nói cho tất cả chúng ta hiểu một điều quan trọng là mình nên làm gì. Lúc này tôi còn sử dụng bài này, bài hát này nè các bạn. Đó, chúng chửi bới tôi là cũng chỉ vì tiền. Cây chết đứng bởi vì sống ngay. Thời điểm này, đâu ai sáng tác bài này? Suy nghĩ kỹ chưa tặng cho tôi bài này? Đúng không? Còn những bài hát của bên Quỳnh, ai đó viết, ai đó ca, tôi ca theo. Còn ai đó làm một bài này tặng riêng cho tôi. Cho nên chẳng lẽ các người quên hết ai là người sáng tác, ai là người đồng thuận đẩy lên để cho tôi thời điểm này tôi giảm stress, tôi giảm tất cả những cái áp lực. Bên nhóm thứ tư nó cứ bổ dây, nó chỉ đánh một mình cô Lan Hai Lúa, trọng tâm là cô Lan Hai Lúa. Chứ còn những người khác thì người ta không trọng tâm. Còn cô Quỳnh này thì cô đang ở bên Mỹ, cho nên người ta cũng không mạnh. Các bạn có hiểu chưa? Thời điểm này là cùng một lúc tôi lo chuyện trong gia đình nhà tôi cũng đã quá mệt rồi. Cộng thêm Thanh Trần, Hồng Sơn, Jenny Quỳnh Nguyễn và Tống Thị Ngọc Mai làm đơn kiện tôi. Nó rơi vào đúng tháng 11 và kéo dài tới tháng 12. Tôi vẫn cứ tiếp tục. Tại vì nó thưa mình qua hai lần khác nhau, thời gian khác nhau. Tôi chỉ mong làm sao trong fan mình yên ổn thôi. Nếu một con người biết yêu thương người khác, không hành xử như cô Quỳnh. Biết nếu một con người phải nhìn cái việc nào là việc quan trọng, còn những cái chuyện là hiểu lầm cá nhân hoặc là cứ cho hiểu trúng cá nhân, mình phải vì cái việc chung mà mình bỏ qua mới đúng. Phải là người yêu thương, không cần yêu thương thiện am đâu các bạn. Chính mình bỏ qua lỗi lầm sai trái của người khác có nghĩa là mình đang để cho người khác có một cái hướng quay đầu, hoặc là người ta còn hướng đi. Đó. Tôi từ nào giờ là như vậy. Thời điểm này chúng tôi đã hết cách. Lúc này là hình như đã nổ ra rồi. Nhưng tôi vẫn còn giữ nguyên những cái quan điểm. Tôi muốn các bạn nghe một chút xíu nha. Chào bác sĩ. Mở cơ hàng lúc này tôi còn phản biện Hồng Sơn. Hay nhớ có lộn có lầm không?
cho nên nếu cô Tống Thị Ngọc Mai thực sự đã quen thầy Hoàng Nguyên trước, chắc chắn thầy sẽ có ấn tượng với lại cô Tống Thị Ngọc Mai chuyện một ngày một tới nha. Nếu đúng là cô Tống Ngọc Mai đã biết Thiền Am lâu rồi, đã nhiều lần tiếp chuyện với rồi. Tôi muốn điểm lại cái mốc thời gian một chút xíu các bạn. Thực sự là lúc này nếu cô Quỳnh đừng quá tự cao tự đại, đừng xem thường chúng tôi, đừng nghĩ là chúng tôi giống như là một con rối, cổ muốn quay đi đâu cũng được, cổ hãy cổ nổi cơn thịnh nộ, thế là tụi tôi nhịn nhường là cổ được nước đó. Chào Cúc Trinh, chào Nhật Anh Trần. Hôm nay, hôm qua có một số bạn từ về khuya, một số bạn không có vào kênh của Toán Trần, không biết được cái bài phản biện của cô Thi La Trần. Quá tuyệt vời các bạn. Tôi xin mở cho các bạn nghe nha. Và hôm nay tôi xin lấy cái bài phản biện của cô Thi La Trần. Tôi muốn phân tích và tôi muốn nhân đôi. Tôi muốn nhân lên, nhân nhiều lên nữa. Các bạn hãy vượt qua những cái rào cản. Các bạn, những người đã đóng góp vào trong cái quỹ 50.000 mà đi kiện bà qua, các bạn hãy đứng lên, nói một lời công bằng. Đúng là đúng, sai là sai. Chúng ta ban đầu chỉ muốn bảo vệ, sau nó trở thành là bao che. Như vậy thì các bạn không thể là người bao che mãi được. Ban đầu các bạn cũng chỉ muốn bảo vệ, không phải là các bạn chỉ muốn bảo vệ Quỳnh, mà các bạn đang muốn bảo vệ xem coi cái câu chuyện của bà Hoa sẽ dẫn đến một cái kết cục như thế nào. Nhưng đến giờ phút này, tôi chỉ nói cho các bạn biết rằng mình không hiểu luật mấy ở bên Mỹ, nhưng theo tôi được biết và tham khảo rất là nhiều những cái văn phòng luật sư ở bên nước ngoài, người ta nói thế này: không có một vụ kiện nào một hồ sơ mà có hai nguyên đơn. Nếu như vậy là sai luật. Một hồ sơ là một nguyên đơn. Các bạn hiểu chưa? Còn thấy hai hồ sơ thì mới là người ta mới giải quyết như vậy. Thì nếu hai hồ sơ thì cô Quỳnh dựa vào đâu để đi kiện bà Hoa? Bởi vì cô đã tự nói cho mọi người biết rằng cô là người đứng chung với lại Lê Thanh Minh Tú rằng kiện bà Hoa. Hôm nay là cô Thi La Trần, ngày mai là người khác. Tôi mong chỉ cần 14 bạn ở bên nhóm Mạnh Thường Quân Đa Đề, hoặc là ngoài sức tưởng tượng, ngoài những kỳ vọng của chúng tôi, từ từ những người Mạnh Thường Quân từ kênh của cô Quỳnh sẽ nhận biết rằng chỉ còn có cách dừng lại không ủng hộ cô Quỳnh, đó là đang giúp cô Quỳnh. Không ủng hộ cô Quỳnh, đó cũng là cách giật mặt. Bởi vì không thể nào chấp nhận ngày hôm nay cô có thể sỉ nhục người này, ngày mai đến bạn của mình, ngày mốt đến gia đình mình, ngày kia sẽ đến ngay mình. Chúng tôi xin nói lời công bằng và chân thành cảm ơn cô Thi La Trần. Tối ngày hôm qua, cô đã làm cho chúng tôi xúc động. Có nhiều khi chúng tôi giận trong lòng, buồn trong bụng, tại sao các bạn lại vô tình với chúng tôi như vậy? Tại sao các bạn yếu đuối như vậy? Hôm nay là Thi La Trần, ngày mai tôi ước gì các bạn sẽ từng người đứng lên phản biện ngược lại với những gì mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đem mình lên một cách vô duyên vô cớ và hoàn toàn
sai với sự thật. Đúng, nghe Tống Trần đã nói, còn một vài mạnh thường quân chưa lên tiếng. Tôi rất mong các em, các bạn hãy lên tiếng. Không phải lên tiếng để bảo vệ mình. Thế Lê Trần, thật sự muốn bảo vệ người khác thì Thế Lê Trần trước mắt phải bảo vệ mình. Chúng tôi thấu hiểu điều này, nhưng đừng chậm quá. Bởi vì tiếng nói của các bạn giờ rất quý giá. Chúng tôi miệt mài đấu tranh thì họ cho là chúng tôi là vì quyền lợi, là vì muốn hơn thua. Nhưng không phải đâu. Không phải vậy. Các bạn có theo dõi luồng live của Toán Trần hồi tối này thì các bạn sẽ nhận thấy một điều quan trọng là cô Thê La Trần, cổ đã mạnh dạn bước lên phản biện ngược lại với bức cứ những luận điệu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tôi xin để lại một đoạn. Má ơi, cái follow Facebook là đã lâu rồi mà nội ơi, mà con cắt hoài cho má. Sao mà không? Ủa, bà đưa lên này tháng coi nào. Chào Thu Thủy. Lấy ảnh tôi gửi hình cho người nào là tôi biết, vì tôi có đánh dấu ở trong cái góc đó, cái cách của tôi á, là tôi muốn gửi hình cho cái này đi. Quỳnh Dơ nó kể trên live vậy đó các ca. Nhục cho thằng đàn ông ở Mỹ mà ăn bám vợ. Chị Sunny cho nó chích, cho nó tiếp với cặp mắt mở trừng trừng vì không được gọi tên, ha ha. Gọi tên nó, tên nó là hầm dơ miệng mình, ha ha. Lúc trước chị cũng follow nó, khi xảy ra chuyện chị block nó luôn chứ không hủy follow nó, ha ha. Xem cái hình, xem cái tin mà bài đăng của Nắm Quỳnh á, đăng về nói chị Vân Ngờ, chị Cindy Winnie, thì đúng là ví dụ như chị muốn là chào bạn Tinh Thức, quan đúng sai chị mới cần chào chị ra Facebook của Nắm Quỳnh thì coi những bài mà nó đăng nói về chị Cindy Winnie, chị Vân Ngờ thì chị tá hỏa. Sau khi chị biết ở cái luồng live này, có bạn nào hồi tối chưa nghe được cái này không, hoặc là các bạn đã nghe rồi? Tôi muốn biết để coi cái hào hứng của các bạn như thế nào. Ở đây hồi tối này có ai nghe bài phản biện của cô Thê La Trần không? Có xem luồng live không các bạn? Chị Kim Ngờ có không? Chị Vân Minh, bạn Trung Quốc, chị Tơ Na Nguyễn, Lê Thị Mở có không? À, chị Tân Nguyễn là có nè. Còn ai nữa các bạn? Nhưng có. À, vậy nhiều bạn quá chứ, đúng không?
Bởi vì khán giả của bên cô Lan là khán giả của Toán Trần, là khán giả của Hòn Ngọc Biển Đông, là khán giả của tất cả các kênh mà đang đối đầu với lại Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chào Mỹ Duyên Trần. À, bạn chưa nghe, bạn sẽ được nghe. Biết được cái sự thật là con nấm Quỳnh này là con tráo trở, lật lọng, lương lẹo, xuyên đạt. Cho nên là chị tá quả chị mới biết được chào nhìn nhận ra bộ mặt thật của con nấm Quỳnh làm quá kinh khủng. Cho nên là chị mới quyết định là mới chào thay Hải Nguyễn. Là bộ mặt thật của Hải Nguyễn là như cũng là giật mình khuya. Điều. Đúng không? Cả nhà thử nghĩ đi. Chị mới vừa vào sau là hết đó. Thấy nó được sai thì cả nhà thử nghĩ. Làm sao chị ủng hộ được? Đúng không ạ? Bây giờ nấm Quỳnh cho chị tiền khối, tiền tỷ, kêu chị ủng hộ nấm Quỳnh những cái sai đó thì sao mà làm được cả nhà? Đúng không? Không cách nào chị làm được cả. Vì tâm chúng ta nó là làm vậy, tâm chúng ta là tâm thiện, là luôn luôn tôn trọng những cái sự thật, những cái đúng. Chứ ai mà đi ủng hộ cổ suý cho những cái sai. Hành vi đó là hành vi là mình làm sai luôn cả một cái thế giới này. Đúng không ạ? Đấy, mình có lỗi nguyên cả của thế giới này luôn. Vì vậy, có ai để cho mình, có ai mà để bản thân mình lâm vào một cái tội lỗi cả của thế giới là không? Đúng không ạ? Cho nên là mình cần phải bạch mặt nấm Quỳnh ra để cho mọi người nghe và biết được là con nấm Quỳnh này nó là táo trở, lật lọng, lương lẹo, đó, lừa đảo anh nó phải đùa, đúng không? Chỉ vậy thôi chứ chị đâu rảnh mà vào đó, chắc lúc đó chị không có hủy. Dạ đúng rồi mấy chị, bây giờ mấy chị vô hủy follow nó giùm em cái đi. Rồi các bạn ơi, thiệt, tôi là tôi lúa, tôi không hiểu cái từ quỷ follow là cái gì. Là không kết bạn trên Facebook đó hả? Đó, như vậy thì, rồi hoặc là mình đi vào mình comment trong Facebook nó cả một khoảng thời gian, giống như mình cũng thả tim, thả bông, hoặc là có một vài bình luận. Tôi nghĩ rằng các bạn, với cái dạng người của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, nó bây giờ nó như là một con giả thú bị trúng tên. Lần này cái mũi tên này nó đang trúng dừng là giữa trái tim. Nó không phải đơn giản nha các bạn. Tiếng nói của các mạnh thường quân đại diện là cô Thi La Trần. Tôi tin rằng ngày mai này sẽ là cô Tú Nga sẽ quay trở lại. Quay trở lại mạnh mẽ hơn xưa. Chứ không phải quay trở lại mà đi thăm viếng các anh em bạn hữu. Không. Tôi tin điều này sẽ xảy ra. Và còn ai nữa? Tôi chỉ mong các bạn hãy mạnh dạn lên. Nó bôi xấu mình bằng cách nào? Đối với tôi mà nó còn vu khống được. Đối với tất cả mọi người nó còn đều dựng đứng được. Như vậy tất cả chúng ta thành ra lời nói của nó chẳng còn một chút xíu gì giá trị. Chúng ta nghe tiếp nè các bạn. Mà tôi chơi với mọi người á, khi tôi gửi một cái gì đó cho ai á, cái đó mà bị đưa ra ngoài là tôi biết đưa chỗ nào. Tại vì khi tôi gửi, tôi không bao giờ tôi gửi một cách tùy tiện hết. Trừ những hình tôi đã công khai thì không sao. Còn những hình mà mình nói kiểu như là bi ai mình lên ba cái hình dễ rách cũng mình ai mà tìm cầm, ai mà tìm lấy không ạ? Ba cái hình dễ rách. Đưa hình lên là follow, ai đưa ra tôi biết hình hết á. Hình tôi cũng dễ đưa cho ai biết, những người biết hình tôi chỉ một số người thôi, ai đưa lên là tôi biết người đó liền. Ê Quỳnh, chỉ có những người mà hết quá hết chi đắt ha, rồi mới cần mấy tấm hình của Quỳnh mới đi follow vô của Quỳnh thôi ha. Chứ còn mà xin lỗi Quỳnh, để giờ Quỳnh cho thêm một khối vàng kêu mà lấy cái hình của Quỳnh ra đưa giờ cái sorry no chào mộng hiểu sorry nghe. Wow sorry oh my god yeah. Xin lỗi Quỳnh á, nói tiếng Tây. Quỳnh mà cho thêm tiền, xin lỗi đưa na tấm hình của Quỳnh ra, xin lỗi nha, làm bao giờ, no, không bao giờ. Quỳnh là phải nói là anh cỡ đó, Quỳnh mới sợ cả nhà, không đùa đâu. Đấy, cho nên là Quỳnh ơi, đừng cái ảo, bớt ngáo đi nha Quỳnh. Ba cái hình dễ rách, ba cái hô mà Quỳnh hô mà ai mà cần ba cái tấm hình đó. Trời ơi, người ta còn tôi lên trên mạng tôi lấy hình diễn viên điện ảnh ca sĩ, bây giờ tôi để tôi treo trên kênh cũng sướng á, tôi đi khoe mạng cũng sướng á, đi lấy gì ba tấm hình cái ảnh con Quỳnh Hô đi ra mà con mà bị gọi là gì xuyên tạc nhà nước Việt Nam 10 năm tù nữa, có ai cũng dính líu cho nó mà nó làm được cao tự đắc gì trời hả Quỳnh.
Quỳnh nhá. Trời ơi, bất láo dùm cái đi nha Quỳnh, bất ngáo đi nha Quỳnh. Chào mini Trần. Cô có ít bạn để chia sẻ, nhưng cuối cùng á là cô này đã bắt đầu mục kích từ lâu rồi, là do cái cô Thay La Trần này nè, lúc đó cổ mang cái nick là 1903 đi vào like của tôi cho đặt tặng super chat đó, 1903 thì lúc đó cổ mang cái nick đó. Đó. Mà từ cái người ta đi vào like của tôi tặng super chat cho tôi, thế là cô này nghịch mắt lá đời. Rõ ràng cô muốn sở hữu tất cả những con người trong kênh của cô hết. Cô muốn sở hữu, không phải món đồ. Các vị ấy chẳng phải món đồ, cũng chẳng phải là đồ vật mà cô mua về. Cô phải hiểu rõ được điều này. Chị Hải Nguyễn nói gì? Tôi ngủ nhưng tôi vẫn để máy, thức lại, bình luận, chào hỏi. Tôi để máy, tôi mới đầu tôi còn chào một lát nữa, sao tôi thăng đường không biết. Nhưng tới cái đoạn mà cô Thay La Trần này cổ phản biện thì nó cũng gần về cuối rồi đó cả. Tôi mới giật mình nghe. Nhà xe trai gì ở bên cô Quỳnh nhiều trai đẹp hả? Thôi trai đẹp đó để một mình Quỳnh hưởng hết đi, hưởng đi con. Nè, trai đó để ở đó hưởng đi, phải không? Bao nhiêu trai đẹp rồi, bây giờ tôi biết có một trai đẹp nữa là Phan Bá Thông. Đẹp thế mà gớm. Ê, nhà tôi trai đẹp, đi mê trai đúng không? Đi mê trai đến mức độ mà xách cái wali đi tìm trai, mà trai nó không ra thèm gặp, đúng không? Rồi về nhà tư tưởng, suy tình, rồi gì? Uống rượu, giải sầu, rồi bắt đầu là gì? Giếp ảnh, ghiền anh trai đó, bắt đầu là giếp ảnh, đăng lên, selfie lên, khoe mẻ. Thế này, tôi có thích thần toán cái này lắm đây. Bớt lao đi Quỳnh. Trời ơi, trên hồ dư vô cái gì rong rêu năm tháng bài thơ của ông Sơn á. Quay lại chủ đề bài thơ của ông Sơn. Rong rêu năm tháng trên hồ dư phố. Ủa? Đấy, ê, đúng không? Ê, đừng ai xóa. Ê, Nhi Quỳnh Nam, mẹ bà, mày mắc cái gì mày mang, mày đặt cái tên kỳ vậy mày? Hả? Vậy là mày là nắm con rồi nè. Có chữ Quỳnh chỗ này, Nhi Quỳnh Nam, vậy là mày nam hay là mày lữ? Hả? Mày lưỡng tính hay là mày sao? Có ai ngáo đá như tôi không? Hả? Mày về cái con Quỳnh Hô á, mày dòm cái mặt nó này, nó có dám đưa lên không gian mạng không nha? Đi xuống hầm cầu ở nha con. Quên nó xém cấp cờ lê cho nó. Nghe, ngồi đây nè, liếm màn hình, rồi nghe anh Toán Trần dạy, rồi về mét với lại nắm mẹ, nha. Có bài thơ của ông Sơn này mới đâu đó chứ. Bớt xạo nha Quỳnh nha. Chẳng nghĩ, chẳng nghĩ nha. Nó có chứng chứ không phải tự nhiên đâu nha. Không phải tự nhiên mà... Ủa sao vậy ta? Sao cái này nó không có ra hình vậy ta? Đợi chút. Ai nè. Để từ từ. Nó có sắp nhất có chứng tự nhiên cái chắc đi nói xấu người ta mà tâm bất an nó tu mà không có tịnh đó, tu mà phải tu.
rồi sau chưa? Khi mà ta xong rồi đi vô Facebook theo dõi ta, tôi cũng không hiểu sống chi cho nó cực cực nhọc vậy trời. Quỳnh là bất ngang rồi chưa? Sai thời điểm thì lúc đó chị vô chị nói rồi, chị đến chính rồi. Chị nói chị vô để chị coi thử là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là nó viết bài về chị Sinipini, chị có ngờ có đúng hay là sai. Chỉ là một khán giả mà chị muốn nhìn cả hai bên để có khách quan để nhìn nhận đâu đúng và đâu là sai. Chị còn được ủng hộ chứ đúng không? Đúng không? Chứ còn mà nếu như chị... Nó viết sai hết. Viết gì của cô Sunny với lại của Vân Ngờ là sai hết. Là bằng chứng ông luật sư Mạnh, ông đã lên tiếng nói cô Quỳnh nên gỡ bài bởi vì bài mình viết những cái tin này không có thật. Thế là tự ái. Tự ái với ông Đặng Đình Mạnh. Tại sao ông ai nhờ, ý là cứ muốn hỏi mà nhà ông Đặng Đình Mạnh đời nào ông nói cái người nào yêu cầu. Thực chất là người yêu cầu người nào bất kể. Khi ông Đặng Đình Mạnh ông đánh tiếng nói mình nên gỡ bài bởi vì mình đưa tin không đúng, cô lại càng không chịu, cô lại viết bài nhiều thêm nữa và lại vu khống cho ông Hà Luân thêm nữa. Đó, đúng rồi bạn Tinh Tinh. Quỳnh Dơ cho đàn ông thôi, cái này em chơi xong bỏ xuống cùng Quỳnh Dơ đó. Không biết là cái này á, đó nhiều người ta đưa nguồn tin dữ dữ lắm rồi đây nè. Còn nghe lời những cái gì mà Quỳnh nói ra, Quỳnh cho rằng là đúng, chị cũng nghĩ là đúng hả? Là làm sao đó phải là chị, đúng không? Đấy, tính cách của chị là khác. Đó, chị luôn luôn công bằng, trung trực, trung thực. Đó, nhìn nhận khách quan đúng sai rõ ràng. Chứ không phải là vô mà nghe những ba điều bốn chuyện của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhét chữ vào mồm chị. Rồi chị phải nghe là con Quỳnh nói đúng không? Không có, Quỳnh. Sao vậy? Mình phải để cho khán giả phải ấy được, phải xem được cả hai bên, hai phía để mới nhìn nhận ra đúng sai chứ. Không lẽ giờ chị vô chị đọc, chị coi. Như vậy là Quỳnh cho rằng là follow Quỳnh hả? Cho Quỳnh cho ngáo rồi Quỳnh, bớt ngáo rồi Quỳnh. Sao mình làm mạng xã hội sao mình ngáo, có nhiều người ngáo ngu trời. Thiệt luôn á. Cười cái là mình vừa thấy nó follow mình cái. Nghĩa là tức, chặn luôn, nghỉ khỏe cơ. Tôi không có chơi với mấy người vậy. Tự tới tự nói tự làm đủ trò trên đời hết, xong rồi tự điên tự diễn tự nhục tự nhã không được. Thấy không đó, nói cô thấy là trần, tự biên tự diễn tự tến tự đến rồi tự nhục tự nhã đó, thấy không? Ủa ai làm ra điều gì tới chừng người ta đã quay lưng với mình, mình phải thấy rằng mình nhục nhã. Mình làm YouTube mình nhận ân tình người ta rất là nhiều, ngoài những cái like cái view người ta đến ủng hộ mình, người ta cho mình thêm một chút xíu gọi là cái gì, động lực tinh thần suốt cả khoảng thời gian rất dài. Rồi từng cái bánh người ta thay vì bỏ tiền đi ra ngoài đi mua là đơn giản, nhưng người ta làm để chứng tỏ là mình là người tận tình, làm từng miếng bánh, nắn từng cục bột, kệ nệ mang đi đến chỗ của cô. Vậy mà cô bây giờ cô quay qua cô trả lời một câu đãi bôi, ai nhục? Cuối cùng ai là người nhục? Người ta quay lưng với mình thì ai là người nhục? Chúng ta nghe tiếp. Quỳnh à, chào thứ con. Sao mà khổ sở vậy Quỳnh? Mạnh thằng Quân Mạnh lớn á Quỳnh à, mà bỏ Quỳnh đi là Quỳnh hiểu rồi đấy. Quỳnh tự suy nghĩ bản thân Quỳnh đi. Quỳnh dơ quá mà ai ủng hộ Quỳnh đúng không? Mimi Trần ủng hộ cho Quỳnh là không khác. Mimi Trần là khán giả của tôi rất lâu, nhưng mà từ ngày mà tôi không nghe lời khuyên của Mimi Trần nói về con nấm độc này, cho nên Mimi Trần mới rời khỏi tôi đi ra đi. Các bạn, đầy này có Mimi Trần quay trở lại tôi cũng sẽ nói ra. Trước kia cứ Mimi Trần cho tôi những nguồn tin là ở đồng bào hải ngoại, ở nước ngoài người ta đấu tranh, người ta cạch
gặp cái mặt của con Như Quỳnh ra lâu rồi. Chị Lan đừng có mà nói hay là đừng vô kênh nó chơi, đừng có PR cho nó, sẽ không tốt. Thời điểm đó tôi không nghe. Cổ xíu cho những cái sai cho Quỳnh làm, đúng không Quỳnh? Rồi chị sẽ có lỗi với những người mà bị Quỳnh bóc phốt mới chứ phải, đúng không? Chị ủng hộ Quỳnh thì chị phải có lỗi với chị Sunny nè, chị phải có lỗi với chị Tố Nga, chị phải có lỗi với chị Vân Ngờ, chị phải có lỗi với cô Lan Hai Lúa, chị phải có lỗi với Thảo Dũng, chị phải có lỗi với... Bây với giờ trở lại rồi, ok, cảm ơn Mimi Trần. Đồng phòng ghép của Việt, đúng không? Chị sẽ có lỗi hết tất cả mọi người, thì sao? Đúng không nào? Cho nên nó vô lý á, cái cô này bây giờ cứ nói giống như mọi người có lỗi với cổ hết. Cổ là người có công trạng, cổ là người có công hết. Ý của cổ đưa ra mọi người phải nghe, còn không nghe thì mọi người đang có lỗi với cô này. Tại sao lại ngáo như vậy ta? Tại sao lại có một cái loại người ngáo ột như vậy? Phải hiểu là chúng tôi đi vào đây không phải là để làm YouTube kiếm tiền. Ngay từ đầu chúng tôi xác định điều này. Còn cô làm YouTube, cô đang cần tiền. Chúng tôi thông cảm cho vấn đề cô cần phải mưu sinh. Nhưng cô đừng làm quá. Cô xem chúng tôi giống như là một cái con vật kêu bằng là người ta kêu bằng như là những cái con thiêu thân. Cứ hết người này nhào vô, cứ hết người khác tới nhào vô để ủng hộ cô. Cô trả lại cho chúng tôi cái gì? Cô cứ nghĩ rằng cả khoảng thời gian chúng tôi nhào vô ủng hộ cô, trong này có cô Thi La Trần, có tôi, có Thảo Vũ, có Sunny Bunny, có cô Vân Ngờ, và có rất nhiều người, những mạnh thường quân nhảy vào kênh cô để ủng hộ. Có Mộng Hiền Nguyễn, có nhiều lắm. Mà bây giờ tại sao người ta rời ra hết vậy? Đúng rồi đó, Bạch Ngọc, Nấm Quỳnh, thấy ai khác ý thì là bỏ ta là Quỳnh đưa lên bóc phốt thôi. Đó. Làm sao mà chị ủng hộ những cái sai cho Quỳnh nữa? Quỳnh đúng đi, người ta sẽ ủng hộ. Nhưng mà bởi lẽ Nguyễn Ngọc Nhân Quỳnh là tính nào tập đó, ngựa quen đường cũ, bản tính không bao giờ đúng được. Ở nhà không bao giờ đúng được nha. Em nói rồi, những gì Quỳnh nói ra chúng ta không nên tin, mời chúng ta đừng nên tin một phần nào hết cả, toàn bộ là diễn. Cái này nó thuộc về bản chất. Bản chất cô này đã dần lộ diện suốt một khoảng thời gian dài. Nhiều người đánh tiếng cho chúng tôi hay, người ơn của cô này đã từng là người ơn, cô cũng vẫn trả lại những cái lời bạc bẽo. Mà bây giờ đến chúng tôi, người ta cảnh báo chúng tôi lâu rồi, nhưng đó là thời gian trước. Tôi cứ nghĩ rằng đó là thời gian đã qua rồi. Chúng tôi quan trọng là hiện tại, là cái thời điểm mà chúng tôi còn mến mộ cô này, thì đó tôi cho thời điểm đó là thời điểm hiện tại. Nhưng chúng tôi cũng không bao giờ ngờ được tới hiện tại ngày đó, cho đến hiện tại ngày hôm nay, làm cho chúng tôi quá ngỡ ngàng, làm cho tôi hụt hẫng. Các bạn đã thấy một thời gian, tôi đã đắn đo, tôi cố gắng kềm nén, chỉ muốn làm sao không xảy ra thêm những cái hiềm khích không đáng có. Nhưng đâu có yên được với cô này, không yên được. Bởi vì mọi người phải tụ về trướng của cô này. Cổ hứ một cái, mọi người phải răm rắp. Cổ hừ một cái, mọi người phải sợ hãi. Ủa? Tất cả chúng ta phải tự bừng tỉnh lại đi. Cổ đưa nguồn tin, không có cái nguồn tin nào mà chính xác. Cổ đang ma mị. Thậm chí về cái vấn đề mà đi thiện nguyện miền Trung giữa Tý Trọc và Toán Trần, chỉ bấy nhiêu đó cổ đã ma mị rồi. Muốn đi kiếm coi ai là người có thể ăn chặn, thì hãy đi về đúng địa phương đó,
phải hỏi đúng luôn bao nhiêu xã đợt đó người ta nhận quà như thế nào, chứ không thể nào chứng minh một xã. Tôi chỉ nói khéo thời điểm này nhiều người biết lắm, mà chúng tôi có được những cái đoạn ghi âm rất là đáng giá. Nhưng tôi để cho cô từ từ, đừng bao giờ đẩy lên quá đáng. Chỉ muốn đánh đồng toán, đánh vô ích, thì câu này khi mà đã đưa dẫn đến mức độ mà người ta phải công kích ngược lại thì cô không còn con đường né nữa. Cô đang nuôi giặc trong tay cô đó, đó là thằng tí trọc á. Diễn đạt bằng cái những cái ý tưởng, chào bạn áp tải của mình để xuyên tạc ra cho người ta là cái tội danh đó. Cho nên là chúng ta hãy cẩn thận, chào Hưng Lê, bởi nghe những lời ma mị của Nam Bình mà là làm tội đồ cho một số người mình đã hiểu sai lầm. Giờ họ bởi nghi Quỳnh là chết nhá. Còn nếu có để hình chị một mình trên đó là tôi muốn để màu chút cái này. Tôi muốn đi mau một chút xíu lúc này. Chắc là tôi sẽ mở lại chút xíu để cho chính vô cổ vô ngay đầu tiên. Đây là cô Thay La Trần. Cô đã vượt qua những nỗi cảm xúc và sợ hãi, cổ đã vượt qua. Cổ lên trên kênh của Toán Trần, cổ phản biện ngược lại với những gì mà từ nãy giờ tất cả chúng ta đã nghe, Toán Trần đã phát lên cho mình nghe, là cô Quỳnh này cổ đang chà đạp cô Thi La Trần. Tôi mong ngày hôm nay là Thi La, ngày mai là thêm nhiều bạn khác nữa. Những gì mà Thiền Nam đang chịu. Đúng. Yeah. Đây là cô Thay La Trần. Đó. Xin mời chị nói tiếp. Chị chia sẻ tiếp. Yeah. Thì cái câu chuyện mà Quỳnh đang bóc phốt chị thì chị chỉ nói với chị á, chị chỉ thấy mắc cười thôi. Chứ yeah, chị không có cần phải lên đính chính. Nhưng mà vì lý do chị lên đính chính không phải là ở chỗ là rất là sai cái câu chuyện và cái cách phản biện của Quỳnh á. Xưa nay có rất là nhiều người lầm đẫm, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng thị phi trên mạng á rất là tệ hại. Cho nên chính vì đó mà chị cảm nhận chị cần phải có trách nhiệm lên để nói một lần cho tâm. Quay lại cái câu chuyện là tại sao nó có cái sự cớ như thế này, là tại vì ngày xưa để chị nói cho em nghe lý do chị đúng thật sự là chị đến với Quỳnh là vì có cái trong cái giai đoạn đó em có nhớ là cô Thiên Nhã cổ lên Washington DC không? Dạ nhớ, em nhớ. Cái lúc đó cái giai đoạn đó thì Quỳnh là người lên Washington DC và chị có mua cái live đó để mà chị xem. Yeah. Thì quay lại mấy năm về trước chị cũng đã từng xem qua cái kênh của Quỳnh nhưng mà không có vào để kết bạn hoặc là xem gì hết. Chị nghe là cũng như chị nghe là bởi vì cái tính chị á, khi mà chị biết sự việc gì nó xảy ra, chị muốn tìm hiểu cái câu chuyện nó rõ ràng như thế nào, sự thật nó nằm ở đâu, thì chị mới đánh giá là cái câu chuyện đó là như vậy. Thì trong trường hợp của Thiền An thì qua nhiều, chị biết Thiền An đầu năm 2022 thì lúc đó mấy thầy bắt rồi, thầy Nhị Nguyên á, chị không muốn đề cập ở đây Thiền An, nhưng mà chị dẫn chứng để cho thấy lý do tại sao chị đến với mình trong cái trường hợp. Bởi vì cũng chẳng qua chị nghĩ Quỳnh là một người có tiếng nói rất là công tâm, bảo vệ sự thật và đúng rồi, nói đó, bạn Bạch Ngọc, như theo cái cách mà văn minh tử tế. Thì chị nghe qua chị đâu có kiểm nghiệm trước về trước mấy cái kênh trước đây đâu, tại chị không có thể làm gì trần. Là vậy, chị chỉ theo là những cái kênh nào trần mà cảm ơn lên mạng thì Quỳnh vô thì chị coi chị nghe thôi. Nhưng mà trong cái ngày mà gặp ở trên Quỳnh gặp cô Thanh Gia trên đó thì trong lòng chị đã thấy cô Thanh Gia là một người, chị không nói xấu cổ ở đây nhưng mà cái việc làm của cổ không có đúng đối với chị và nhiều người nghĩ. Tại mình Thư Thiền An có rất là nhiều cách mà cách cổ làm á, không phải là chị không có nói xấu cổ ở đây nhưng mà chị không ủng hộ việc làm đó.
cũng chính vì chị thương Trần Nam và cũng nhiều người cũng cho nên chị mới cũng đã từng giao lưu với cô Tania một thời gian rồi. Chị thấy cái việc làm của cô Tania là không có hợp lý, thì khi chị thấy mình phản biện về cô Tania dĩ nhiên chị phải ủng hộ, thì từ đó chị đi theo. Có những lần không phải là cuồng cái gì, nhưng mà chị nghĩ là chị ô cái người này họ phản biện hay quá là đúng không ạ, thì chị thấy là nó rất là logic, tại bởi vì những cái sự kiện xảy ra trước đó mình nó đi lặp lại, chị đâu có theo những cái về trước như Pháp Tử Cao hay gì, chị đâu biết đâu. Chị thấy phản biện lúc nào cũng đưa ra bằng chứng rồi lời nói, chị biết giờ chị bị và những người bị giống như chị Thu Nga, Thảo Vũ, cô Lan, chị Sơn Lê Văn Lê, chị bao ngờ chị luôn. Bây giờ là chị là người cuối cùng thì chị mới nhìn lại, chị thấy ủa sao kỳ vậy, những cái gì mình nghĩ nó là đúng nó không có đúng. Nhưng mà lý do hôm nay chị nói là hôm qua có nhiều người quen á rất là liên lạc với chị, có lẽ là họ đã nghe mấy clip trước rồi họ mới tình cờ họ không nghĩ đó là Quỳnh nói vậy chị, họ Helen Nguyễn chứ, và họ mới sửa lại có phải là Quỳnh đang nói về chị không, bởi vì cái hoàn cảnh Quỳnh nói là chị là một người đi vượt biên rồi có chồng rồi gì đó, đã thấy đời tư của chị á thì họ thấy ủa sao giống chị quá, họ mới gọi hay tết họ hỏi cho đúng, thì chị xác nhận đó là đúng là chị. Chị không có nói gì thêm một cái lời nào nữa với người đó. Thì sáng nay cũng có người đã gửi cho chị một cái clip hôm qua Quỳnh phản biện đúng không? Yeah. Thì Quỳnh cũng chung quy, Quỳnh cũng đem những cái ba cái test message mà chưa phải, không phải là test mà cái đó là cái tháp cộng đồng. Tự Quỳnh ghi những cái từ đó Quỳnh để trên tháp cộng đồng. Nhưng mà khi mà chị đọc vô á, mà khi mà Quỳnh lấy những cái từ của Quỳnh để lên tháp thì Quỳnh cho khán giả của Quỳnh cho đó là những lời test của chị. Nhưng chị nói cái đó không phải là test của chị, mà cái tháp cộng đồng đó là cái sự trình bày của Quỳnh thiếu căn cứ, bởi vì cái câu á nó không có liên, không có phớt, không có chấm. Rồi người ta đã hiểu lầm là cái câu từ ví dụ như chị đi thăm em, chị đi thăm em có nghĩa là thăm Quỳnh á, rồi phải phớt, rồi chị có người đi thăm, thí dụ như vậy, nhưng mà không có chấm, không có phớt thì khán giả của Quỳnh sẽ hiểu lầm chị nói là chị là người đi tu. Rồi từ đó tại chị đọc những cái comment đó, họ nói một cách thầm tệ, họ lợi dụng cái chữ tu đó để mà họ miệt thị những người mà gọi là giống như là mỉa mai á. Chị thì không sao, tại khi chị nhìn lại những cái comment người quen gửi cho chị thì chị có mắc cười thôi, nhưng mà chị ngủ giống như là trước đây á, nhất là cái đêm mà hôm mà chị quay lại một xíu cái chỗ mà chị duyên mai á, thì chị không có ngủ được. Nó cái đúng đó là cái những tại sao lý do sáng nay gửi lại cái message mà chị test chị duyên mai, mà chị cũng chưa có xin test chị duyên mai, bởi vì cái lời thật của chị muốn chia sẻ để em đặt lên trên bàn cho mọi người hỏi, chị không cần giải thích em hiểu không. Thì cái đêm đó chị cũng rất là khó ngủ, và hôm nay cũng vậy. Chị không có tức tối đâu, nhưng mà chị muốn nói lên để cho Quỳnh dừng cái cách phản biện của Quỳnh lại. Chị không có bào chữa cái hành động mình ở tại sao như vậy cơ, giúp cho Quỳnh ăn rồi bây giờ lên, những cái đó chị không cần giải thích ở đây nữa, bởi vì mọi chuyện Thảo Vũ đã trình bày, em cũng đã trình bày và chị không cần lặp lại. Nhưng mà chị chỉ muốn nói Quỳnh ơi, nếu mà Quỳnh muốn còn có người ủng hộ Quỳnh á, theo cái lối mà văn minh tử tế, thì Quỳnh hãy dừng lại cái cách phản biện như vậy cho những người về sau. Bởi vì chị ở đây chị không ngại đâu, bởi vì bản thân chị đâu có xấu đâu mà chị sợ Quỳnh bôi xấu. Nhưng cái chị sợ ở đây là cộng đồng mạng là lan truyền ra tùm lum những cái khâm này như vậy, rồi họ sẽ nói ủa cái bà này tu hành gì đâu, chị đâu. Cho dù chị có tu hay không tu, chị biết đúng không, chị có làm việc tốt thì cũng chị tự chị cảm nhận, chứ chị đâu có cần người khác phải che khen cái điều đó. Chị đồng ý, chị không cần phải bao biện gì hết. Nhưng mà chị muốn nói Quỳnh một câu là mình muốn làm YouTube á để mình kiếm sống á, thì mình hãy làm YouTube một cách cho nó có vẻ là chuyên nghiệp một xíu, nó có vẻ là đúng sự thật một xíu, nó đừng có lấy cái kiểu mà rau ông nọ cắm cặp là kia, như là chị đã từng có nghe nhiều người nói thì chị lại quay ngược lại cái câu đó rất là đúng cho cái cách phản biện của mình. Như Thảo Vũ thường hay nói là không có đúng ngữ cảnh nè, không có đúng thời gian nè, cái lấy cái chỗ này gấp vô chỗ kia rồi làm ra một cái câu để dẫn dắt cái người khán giả, thì chứ
cái thực tế là nó đúng, nhưng mà quay lại cái câu chuyện thực mà từ trên cao xuống dưới là nó sai hoàn toàn. Em hiểu không? Dạ hiểu, là cái chuyện cái đó đấy, em hiểu mà. Dạ yeah, thì như vậy á, thì làm sao mà Quỳnh đã nói á, là có muốn làm sạch cộng đồng, nhưng mà cách Quỳnh xả bị như vậy thì làm sao mà làm sạch cộng đồng được, càng ngày nó càng thêm thị phi. Alo, alo, cái sóng ừ, chị nghe dạ, càng ngày nó càng sóng gió hơn. Mà chị nói lại một câu đây là chị cái từ tu á, Quỳnh đừng có dẫn dắt khán giả vào công việc và đem cái tin nào mà bạn nhục chị thì không sao, nhưng mà ở đây chị lên chị nói để Quỳnh dừng lại. Để tại sao chị rất là thương những người bạn của chị, những người thân của chị, gia đình của chị, đó là lý do chị không muốn ồn ào lên, và cũng không, đó là cũng là lý do chị âm thầm tại sao chị đã đến với Quỳnh từ hơn cả năm nay. Chị đến chị thăm Quỳnh thì những cái tình cảm chị Quỳnh, chị dành cho Quỳnh, chị Quỳnh phải trân trọng, và chị chính vì chị trân trọng cho nên chị không lên mạng chị nói thẳng. Mà chị, những cái gì á mà ngày hôm nay diễn ra tại Quỳnh, Quỳnh đã nói là Quỳnh không có mang ân huệ bất cứ một người nào, thì một lần chị phải ngửi ủa sao kỳ vậy. Thì cái này chị không phải bốc phước, nhưng mà chị nói với một người mà chị cảm thấy tin tưởng, con chuyện nói như vậy. Còn cái chuyện bánh trái là y chang như Thảo Vũ nói, giống như cái lúc đó chị làm thì Thảo Vũ hỏi bà là đang làm gì đó, thì chị đang làm gì đó, thì nó đang xem live mà làm bánh, thì mình nói phải có cái hình ảnh là mình chụp để mình khoe vậy, thì cái đó không phải là bản thân chị làm điều đó cho Thảo Vũ, để rồi Thảo Vũ ngày nay Thảo Vũ lấy những cái hình ảnh đó lên đàn, đó là cách đàn dư sức của Thảo Vũ, để Thảo Vũ muốn chứng minh những gì đó là sự thật, thì chị đó có cản được. Hơn nữa, nếu chị là người á bằng tiện á, thì chị đã lôi Quỳnh ra trước cộng đồng lúc mà từ ngày chị đi qua thăm tế xác rồi. Nhưng mà chị nghĩ thôi, mỗi người có một đó cái đó. Có một cái điểm này nè các bạn. Cô Tila Trần nói nếu mà muốn bóc phốt cô Quỳnh này thì đã bóc phốt từ lúc mà bắt đầu đi qua gặp Quỳnh, không phải đợi tới giờ này, thấy chưa? Đó, người ta cũng phải dừng lại, người ta chờ đợi, người ta tìm cách để người ta sửa sai cho mình dần dần, chứ còn như khuyên mà thẳng thừng quá thì không được. Người ta lại tìm cách gián tiếp, giống như tôi thời gian trước tôi cũng tìm cách làm sao gián tiếp để khuyên lên người này, gián tiếp để khuyên lên người kia, bởi vì mình trực tiếp mình khuyên không được rồi, phải nhờ tới gián tiếp. Mà cuối cùng những cái cố gắng của mình toàn bộ là tan tành theo mây khói, mà người ta lại bẻ cong lại một cái sự chân tình của mình thì đành chịu, bởi mình đã hết duyên, tôi cũng đã hết duyên với một số người, và những người đó sẽ mãi mãi không còn cái cơ may để khi mà nếu mà sau này không còn hiểu lầm, không còn gì để mà có thể nói qua nói lại, nói xéo nói xóc nhau nữa. Nhưng những cái tin tưởng, những cái tình cảm ngày nào chắc chắn sẽ không bao giờ được đầy đủ được. Đó, đây nè, cô Quỳnh. Hôm nay là cô thì tôi hay quên lắm. À, cô Thí Lan, cái gì á, Tí Lan Trần. Cô nói lên một sự thật. Cô nói là cô này đi vào Facebook, đi vào cái gì đó, để mà đi ăn cắp hình hay làm gì. Nhưng mà thật ra, nếu nói khán giả, người ta làm điều này để làm gì? Chỉ có cô mới đầy những cái thủ đoạn. Còn đối với tôi, tuy rằng làm YouTube chứ tôi không biết cái vụ đó. Tôi không biết. Thậm chí lấy hình từ trên Facebook lấy về thì chỉ có cái chụp. Chụp từ còn nguyên hiện, tất cả là tùm lum tà lưa, nhìn không có trọn vẹn một bức hình. Đó. Nhưng đối với người ta thành thạo, người ta biết làm đó, người ta đem về nguyên y trở lại giống như một bản nguyên si của người ta. Còn đối với tôi không biết làm. Chúng ta nghe tiếp cô
Cô phản biện tiếp nè. Cảm nhận của chị đã nói chị cho đi rồi. Cho đi đâu phải là mình. Nhiều từ nhỏ tới lớn là không biết nhận của ai một đầu, cũng không có muốn nhận cái gì của ai hết á. Có được cái gì thì đi làm em biết không? Thậm chí là đi làm những cái công việc mà mình cảm thấy ồ, mình làm được cho ai thì mình cảm thấy vui là được, và không còn ai biết hết á. Nhưng mà hôm nay mình đã nói chị là người bận tiện, ok? Thì đối với mình, chị là người bận tiện thì đó là quyền của mình, nhận định chị không có nói. Nhưng mà ở đây là mình hãy dừng lại cái cách xả của mình một cách mà lên trời. Không thể không nói không được. Để rồi có nhiều người sẽ bị dính vô cái phớt là nạn nhân mà đang dẫn dắt khán giả ở dưới là nói miệt thị người ta. Ồ, hôm nay Phố Phạm quay trở lại rồi, không có xì quần xì nữa rồi. Như Quỳnh nghe câu của cô Tây La Trần nói, nếu cần không phải một mình cô này và sẽ có nhiều người khác cùng đi để làm cho rõ chuyện này. Cô cứ tùy tiện đem hình người ta lên, tùy tiện là ghi âm, thì chắc chắn tôi tin và tôi mong các bạn hãy mạnh dạn lên. Đối với cái ngữ người như thế này, chúng ta mà còn nhún nhường thì nó sẽ không bao giờ nó nghĩ rằng việc làm của nó không ai có thể cản trở được. Không phải một mình cô Trần đi, cô Trần cho dễ nói cho các bạn. Không phải dễ gì cô Trần này đã đưa ra cái quan điểm này. Không phải một mình cô mà sẽ có nhiều người nữa. 14 mạnh thường quân, các bạn, các em, các cháu, hãy mạnh dạn lên, hãy giúp cho cộng đồng chúng tôi vạch mặt cho rõ ràng, và phải để cho cái cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này biết như thế nào là làm sai nguyên tắc, như thế nào là sống bạc tình, bạc nghĩa. Dám ghi âm cô Trần mà đưa lên không gian mạng rồi còn cười và còn cố tình lại đưa ra những ngữ cảnh khác nhau, khắc mốc thời gian để nhằm nhục mạ người ta. Đây là chị đã đem con chuyện mà chị oan ức, nhưng không phải là oan ức mà những cái tư thái hư tật xấu của mình á. Mình bây giờ để chị lên chị sao kêu mình nhận cái gì của chị. Nhưng mà nó rất là trong cái tết của chị Duy Mai, chị đã thể hiện cái quan điểm của chị rồi, bây giờ chị nói gì ở đây nữa. Còn trong cái khác cộng đồng á, mình nói á chị á là gần mình thấy tội nghiệp, không chị không có gần gần mình đâu Quỳnh. Trước đây á chị đến với Quỳnh cũng chỉ vì cái tình cảm mà chị dành, là chị nghĩ trong đầu người này mình nên giao trọn cái niềm tin, họ phản biện rất là hay thì mình cứ theo kiểu đó. Đó cũng là lý do tại sao chị bị sập bẫy cái bộ phim của Thạch Tú. Không phải những riêng chị mà rất là vậy có cô này luôn. Có cô này đóng tiền. Chị không biết những người bên ngoài thì nghĩ như thế nào hiện tại, nhưng trước đây những cả trong ủng hộ mình, trong đó có chị, có Thảo Vũ, có chị Mộng Nguyễn, wow, có chị Trang đi, có những người chị quen biết trong lớp á, thì họ đã từng cũng là nạn nhân giống như chị. Nhưng mà chị nghĩ nó ủng hộ nha, mình thương Thiền An thì mình phải trong, nếu mà mình đã xấu thì mình thương Thiền An, mình có nói cỡ nào đi nữa chị cũng không ủng hộ. Nhưng mà bị bởi vậy cũng là người của Thiện An nghĩ khi mà Thiện An mấy cô mấy thầy được đâu có
lên tiếng được, lên lên tiếng được thì Tú còn lại, Tú ở đây, Tú là một người con nuôi của thầy ông nội, thì không những riêng vậy mà mọi người ai cũng dành cái niềm tin với cái tình thương dồn vô cho Tú, chẳng qua là tại vì rất thương thầy ông nội, thương mấy cô mấy chú mà còn giữ lại Tú để là một niềm an ủi những lúc cần có Tú để mà dựa một cái bờ vai để dựa vào đó. Chẳng hạn như chuyện kiếm tiền, chẳng hạn như chuyện gì xảy ra thì nha, giờ Linh Đại Bức An phải liên lạc với Tú. Đúng rồi, giờ cô Thay Lan Trần có đóng tiền rồi. Cô Helen Trần, Helen trời ơi. Thêm một chút nữa là tại sao chị lại nguyên quay lại, chị ủng hộ sau cái lúc mà chị đi Texas về, chị vẫn ủng hộ tiền vô hộ kiện. Bởi vì trước đó chị đã từng nghe Quỳnh phản ứng trong cái câu chuyện vụ bà Hoa rất là hợp lý như vậy. Và lúc đó mình cũng bất xúc nữa, bởi vì mình không đồng ý bà Hoa nói những cái điều vu khống người khác, bởi vì mình thương Thiền An, mình biết Thiền An là một cái nơi thật bị người ta vu khống. Bây giờ Minh Tú là người của Thiền An bị như vậy, tại sao mà không ủng hộ? Đó là lý do tại sao ủng hộ vụ kiện. Nhưng mà quay ngược lại về sau thì cái vụ kiện đáng ra Quỳnh là một người cấp tâm á, gặp cái gì thì nói ra trên phóng, cái lời nói của Quỳnh á đã đi khác với cái hành động Quỳnh làm. Chị biết hết, nhưng mà bởi vì cái tính của chị không muốn nói thẳng thôi. Chứ chuyện gì á xảy ra ở trên mạng ai mà không biết, em có theo dõi là có biết hết. Nhưng nếu chị là một người thị phi á, là chị phải mở YouTube, chị phải đi kênh này đứng kênh kia để chị thầm nên chị chửi Quỳnh này kia nọ. Chị không làm điều đó, em thấy không? Chị đâu làm điều đó, bởi vì chị biết những cái mình biết mình để. Dầu sao đi nữa Quỳnh cũng đã từng mang tiếng là mình là một người hoạt động nhân quyền. Chính vì cái đó mà chị, mặc dù trên hình thức hiện tại Quỳnh không phải là người hoạt động nhân quyền, bởi cái người hoạt động nhân quyền á, đáng lẽ ra họ không có hành xử giống như Quỳnh hiện tại. Trước đây chị không nói nha, nhưng mà từ cái sau vụ kiện bà Hoa góp tiền tàu á, Quỳnh đã thể hiện nguyên một cái tính cách của mình, một những cái tính cách của mình không đúng về cái bản chất con người, là mình là tự xưng là người đại diện nhân quyền gì đó. Thì nhân quyền tại sao lại đi lôi khi trời tư của chị Sunny Bunny ra? Đó cũng là lý do chị bất xúc, một là chị phải tách một cái tách trên một cái comment trên tên của cô Lan. Bữa đó chị Quân chụp ngược lại cái comment của cô Lan á, gửi lại cho chị. Thì lúc đó chị chỉ nghĩ là chị dằn mặt Quỳnh bằng cái đó để cho Quỳnh tỉnh khóc lại. Quỳnh suy nghĩ là ồ, và chị mình đã cái này chứ biết. Chị nghĩ là Quỳnh biết á, chứ mà Quỳnh giả bộ để tết đại đến thôi, chứ không phải là Quỳnh không biết cái nét đó của chị đó. Nhưng mà chính vì chị làm điều đó để Quỳnh còn cho cơ hội Quỳnh tỉnh thức lại, Quỳnh sửa sai. Bởi vì chị đã dành hết cái tình cảm của mình cho Quỳnh. Từ chị không có nói đây là một người bạn thân nha, cái cách mà chị xử sự với Quỳnh là Quỳnh đã cảm nhận được rồi. Tại bởi vì sao Quỳnh đã từng lên like nói chị, mà chị ngay cả cái nick chị cũng đâu có lấy tên thiệt của chị đâu, em thấy không? Cũng đâu có ai biết chị là người đó, mà Quỳnh tự động Quỳnh khoe với mọi người này kia nọ, từ cái chuyện cho quà cho cát này kia nọ cũng từ Quỳnh. Chính vì những cái đó rồi đi họp sang rồi gì Quỳnh cũng nói toàn ở trên mạng hết. Chị có lên mạng chị nói đâu, chị đâu có làm YouTube mà chị cũng đâu có đi khoe với ai những chuyện đó đâu, mà Quỳnh lại nói gì. Thì từ cái Quỳnh cảm nhận chị cái tình cảm rất là thật, chị nói thật với Quỳnh, chị không có giả dối, chị không có giả dối với bất cứ một người nào khi chị đến với người đó. Mặc dù hiện tại bây giờ chị cũng không thù ghét, nhưng mà cái nào chào ra cái đó phê, thì lúc đó chị tết một cái phần đen đó viện. Để chị nghĩ Quỳnh không đọc thì những người Dân khác quen Quỳnh thì cũng cho Quỳnh đọc cái đó để mà làm cho Quỳnh thất tỉnh. Thay vì chị nói thẳng với Quỳnh thì nó kỳ quá. Tại cái tính của chị hồi xưa giờ chị rất là sợ làm phục lòng người khác, giống như là hết cái xuyên với họ, mặc dù mình biết á, nhưng mà mình né bớt để cho họ có một cơ hội sửa sai, em hiểu không? Yeah. Rồi sau đó Quỳnh mới bằng cách gỡ ngược. Thì cái tư thế của chị là chị không có, trong lòng chị lúc đó chị cũng không nghĩ là chị sẽ muốn tấn công Quỳnh tới bến hay là gì á, vu xấu gì á. Chị mới từ chối phép, chị nói ồ cái này lâu rồi mà chị đâu có vào YouTube đâu. Mà cũng đúng, tại vì lâu rồi chị không vào YouTube, nhưng mà thỉnh thoảng chị có chào Xuân Lê, chào Quanh Đồng Nguyễn, mình bấm vô mình thấy ai đâu, lúc đó thì mình nghe thôi, chứ không phải là quay lại á. Mình nói đó là chị không có vô. Ở tối hôm qua nói là chị là người nói láo, ở công sức thì phi mà vậy. Nhưng mà cái thời điểm trong cái lúc mà gửi tiền cho bà Hoa,
thì chị có gọi Quỳnh Thanh, Quỳnh không có trả lời, chị cũng có tiếp là vụ kiện bà Hoa như thế nào, Quỳnh cũng không trả lời. Sau một thời gian cũng là hơn một tháng á, thì Quỳnh mới chụp cái tấm hình á, có người này người kia đại khái gì đó cho chị, thì chị cũng cái tấm hình đó đại khái là hình như có người để qua bên đại khái là có luật sư á qua bên trung tâm của Quỳnh. Thì chị thấy chị cũng nghĩ ôi thôi chắc mình bận rộn quá, thì chị cũng im luôn là mình những lúc gì mình phải cho chị những cái tấm hình đó, chị nghĩ ok chị chắc xin bận quá thôi, mình cũng để từ từ coi thử sao. Cho đến sau này luôn thì cái thời điểm mà Tú gọi cho chị á, Tú hỏi chị cảm ơn Phú Phạm sau đó chị nói á là chị không có lên lái nữa, vì sau khi đặt tiền vô đó không nghe mình nói gì á, thì chị cũng nói thôi để đó đi đâu mình hay cái đó, mình đã làm xong cái trách nhiệm mình là muốn bảo vệ cho Tú, cái danh hiệu cho Tú lúc đó thôi nha, chứ không phải bây giờ bảo vệ đâu nha. Thời điểm đó thì chị nói thôi mình đã làm toàn trách nhiệm của mình rồi thôi, thì cái chuyện gì nó đến thì từ từ cũng được. Rồi sau đó Tú mới gọi cho chị mấy phút á, Tú kể trước đó là Tú tết chị nói làm sao là có cái message là sáng thì chị có gửi cho em á, thì cái đợt thời điểm đó là như ngày 24, chị coi lại sáng nay là ngày 24 tháng 12 năm 2023. Wow. Thì lúc đó là Tú nói ôi chị có biết gì chị Quỳnh đang có gì đó đúng không, chị nói yeah. Không, chị không còn không biết, mà chị cũng không có cái thời gian quay lại cái Zalo của em, chị thấy có một khoảng trống mấy tháng chị cũng không có liên hệ với em luôn á con. Trước yeah, đó đúng rồi, đúng chỉ rồi. Có sau này á là sau khi mà nói chuyện với Tú xong á là tới mười mấy ngày về sau là những ngày 31 tây tháng 12 chị gọi em có sao chị để chị coi thử phải lại vậy không, thì chị gọi em chỉ nói về cái chuyện mà gửi tiền nữa thôi chứ không có đề cập gì đến đi tới nhà Quỳnh kia cái đó. Thì sau đó là Quỳnh nghe cái clip của em lên phản biện, Quỳnh nói vòng vòng gì nói xấu gì đó, thì Quỳnh ngại Quỳnh mới gọi cho chị, mà lúc chào đó là chị không biết, có lúc đó là chắc Si đang lên live mà Si gọi không, chị không biết, bởi vì khi chị biết là nó đã chiều tối rồi thì chị thấy miss call chị mới gọi lại chị hỏi ồ khỏe luôn Quỳnh có khỏe không, thì Si nói ồ em cũng khỏe. Xong từ đó Si mới nói ra vậy, thì chị hỏi tới đâu thì chị trả lời tới đó là cái sự thật nó xảy ra trong cái thời điểm đó. Rồi bây giờ Si quay lại, Si lấy cái dự kiện hôm nay Si hoặc ngược lại Si nói chị cùng lên Đà Lạt, thì sẵn đây chị cũng nói là Quỳnh hãy dừng cái cách soạn điện đó lại đây, muốn vu khống chụp mũ một người nào đó hãy nhìn cái câu chuyện cho nó ấy, mà nếu mà vu khống chụp mũ một người nào đó thì những người xấu kia, chứ còn giống như mình không phải là người xấu, chỉ phải cho ta đây là người xấu nhưng mà nó không có như vậy, thì đừng có làm cho cái câu chuyện nó lớn chuyện nữa. Chị kêu gọi Quỳnh hãy dừng ngay cái chuyện đó, nếu Quỳnh còn tiếp tục thì đừng có nói chị làm sao, chị sẽ làm lớn chuyện lên, bởi vì cái câu chuyện này chị không muốn nhiều người giống như người ta comment đó, nó tôn này kia kia nọ rồi ảnh hưởng đến cái tôn giáo, ảnh hưởng đến nhiều người, chị không muốn. Chị cứ được nói xấu chị, nhưng mà cái nói xấu đây nếu như mà cá nhân thì đã khác một cái cộng đồng mạng như vậy thì nó rất là tệ hại cho những người thân của chị, rất là buồn về ồ tại sao chị bị như vậy, kẹt họ đau cho chị á, bị một người như chị mà lại phải bị một cái người YouTube gọi là văn minh tử tế đi chà đạp như vậy trên cộng đồng mạng. Còn sáng nay chị có coi có một cái khúc mà anh đệ tử Tâm Phúc á phản biện á, cho chị cảm lời cảm ơn chị anh đệ tử Tâm Phúc nha, anh phản biện về cái câu chuyện mà clip hồi hôm á Quỳnh nói gì chị hay sao á, thì hay là hôm nào đó không biết đại khái tư mấy cái clip được, mà chị không có nghe qua cái câu chuyện mà Quỳnh nói á là chị về Việt Nam dẫn Thiền Am mấy bé đi chơi mấy bé đi chơi Đại Nam gì đó, Quỳnh hãy dừng, đừng có để Thiền Am vào chuyện gì, đừng có lôi Thiền Am vào, để Thiền Am hãy yên nha, hãy yên nha. Chị nói rồi đó, cái câu chuyện này không có đúng như cái lời Quỳnh nói đâu. Wow. Chị về Việt Nam thăm vậy là mà. Vậy là cái chuyến mà cô này đi có đi về Thiền Am rồi đi cùng với lại Thiền Am cái đợt đi tắm bùn. À như vậy là cô xin cà phê đẩy hình lên, vậy là có ý đồ hết rồi các bạn ơi. Người ta muốn làm điều gì đây? Nam thì có, nhưng mà cái chuyện dẫn mấy bé đi Đại Nam á, nó không
Rồi cái đợt này nè, đợt mà thầy Hoàng Nguyên á dự định sẽ cho mấy bé đi Đại Nam, mà lúc đó là bà Phương Hằng đã đến gây chuyện với lại Thiền Am rồi. Lúc này đã gây chuyện rồi. Mà tự gì hứa mấy bé sẽ đi cho mấy bé đi tham quan Đại Nam. Tôi nghe vậy tôi mới nói với thầy, thôi mình đừng đi Đại Nam nữa. Bà Hằng mới vừa chửi Thiền Am đó, đừng có đi, đi biển đi, đi Vũng Tàu, đi cho mấy bé tắm. Hoặc là mình đi vườn thú nơi khác cũng được thầy, đừng có đi Đại Nam. Thì cái thời điểm đó đó là ngừng ngay cái chuyến đi Đại Nam, mà tôi với lại như là đã bàn với mấy thầy rồi sẽ đi Vũng Tàu chứ không có đi Đại Nam. Đó, dự định đi Đại Nam, cho mấy bé đi Đại Nam. Nó có một số mạnh thường quân muốn về, muốn mời mấy bé đi thì tôi cản. Nó đừng đi Đại Nam thầy. Đại Nam bà Hằng mới vừa chửi mình đó, mà mình đi vậy không được. Vậy là cuối cùng, vậy là cái cô, tôi đâu biết lúc này là cô này đâu. Nói mạnh thường quân nào muốn về đặng dắt mấy bé đi thì tôi không biết người nào. Bây giờ tôi mới biết được biết là trong khoảng thời gian đó thì thầy Hoàng Nguyên mới ban đầu nói đi Đại Nam, tôi mới nói thầy ơi hãy mời đi về từ ở Long An, thầy chạy ngang qua Củ Chi cho cô Lan quá giang đặng mình đi cùng đi. Cái bàn tới bàn luôn đấy, thôi thôi quên nữa, đừng đừng đi vô Đại Nam, bà Phương Hằng mới vừa tới kiếm chuyện với Thiền Am, thôi đừng vô đó nữa. Rồi cái đám mà ta kêu bằng gì cùng cuộn con á, nó nhào vô nó quay phim nó kiếm chuyện mệt lắm thầy đó. Mình mở ra mình phải muốn thu lợi thì mình phải chiếc đãi cái khách của mình nó
không có chuyên nghiệp giống như những cái YouTuber mà trước đây kiểu view, kiểu like cái gì vậy á, thì cái cách thể hiện mình welcome chào đón khách hàng một cách lịch sự, thì cái thức ăn nó có dở đi nữa, người khách đó họ ra về họ cũng cảm thấy nơi này á, mặc dù nó dở một xíu nhưng mà nó cũng ok, nhưng mà thôi họ cũng cho qua là tại cái món ăn đó là mỗi người có một cái khẩu, cái sở thích cho cái món ăn khác nhau, họ không có thể mà đánh giá cái nhà hàng này là thay vì 3 sao họ cho xuống 1-2 sao ví dụ vậy á, không được 5 sao. Thì mình làm YouTube cũng vậy, tại sao mình mang cái tiếng là văn minh tử tế, bây giờ tại sao chị quay ngược lại? Bởi vì trước đây chị nghĩ cái đó là cái cách làm việc của mình, chắc là mình không có muốn nhiều người vô chào hỏi hoặc là comment tùm lum là làm gián đoạn cái câu chuyện. Nhưng mà bây giờ những chuyện xảy ra xong cái quỹ bà Hoa, cái quỹ nhà nó bị mình đã lợi dụng cái quỹ bà Hoa để kiện Minh Tuấn rồi đi kiện người bạn anh Chiến Dũng, đó là một điều chị không thể chấp nhận, nhưng mà chị không có ra mặt. Đó, vậy là rõ ràng quan điểm của cô Han Lam Trần, đừng lợi dụng cái vụ kiện của người, các mạnh thường quân đóng tiền cho Lê Thanh Minh Tú kiện bà Hoa mà trở thành là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kiện Nguyễn Tiến Dũng. Thấy chưa? Rất nhiều người đã bất bình, rất nhiều người đã bắt đầu chịu lên tiếng. Tôi chỉ mong các bạn, các em, các cháu đừng chờ đến lúc mà cô này đưa mình lên dĩa mình mới phản biện. Bởi vì cô này cô sẽ không từ bất kỳ một người nào vì quyền lợi, vì những cái cao ngạo, cô sẽ bất chấp tất cả. Nếu mình không chuẩn bị thì cũng sẽ như cô Han Lam Trần này. Bởi vì sao? Quỳnh rất là sai, sai trong cái phụ kiện bà Hoa nè, đúng không? Sai với cái ngôn ngữ, cái văn hóa của người Việt Nam nè, cái từ ngôn á, ủa sao mình lạm dụng cái từ ngôn quá vậy? Sao là Quỳnh lạm dụng cái từ mà mất dạy quá vậy? Sao Quỳnh lạm dụng cái từ mà thôi lỗi chẳng hạn như cái từ, những cái từ khác nữa, ngôn ngọt nè, mất dạy nè, đại khái là nhiều từ mà chị không có, tại vì bây giờ làm sao diễn tả đại khái là trong một câu thôi, trong một cái status của mình đã thể hiện là những cái từ mà nó không thể chấp nhận được. Chẳng hạn có một cái khán giả là Hoàng Thái Dưỡng á, hỏi gì đó mình, hỏi một người khán giả của mình chứ không phải là hỏi Quỳnh, nhưng mà chứ chi Quỳnh đã tự nhận mình rồi, Quỳnh lên Quỳnh nói trong một cái câu đó trả lời lại là có 7-8 chữ ngu gì không phải là như vậy, thì hỏi thử có phải là cái văn hóa của người, cái ngôn ngữ của người Việt Nam nó đã bị chà đạp đến mức độ như vậy đó, cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam nó có bị lạm dụng đến cách mà phải xưng hô với người lớn hơn mình, chứ dù người đó có làm lỗi cỡ nào đi nữa mình cũng nên suy nghĩ lại, mình gọi người đó là cô chứ không thể gọi là cái gì, có khi chị nghe là như là mày hay là gì á, dùng nó kỳ lắm, con lan con anh già là, đó, có khi dùng những câu từ đó nữa chứ. Rồi con lan già trai bao, mình không biết là mẹ của mình là tên Lan hả? Vậy những gì á cô Lan chưa nghe là Quỳnh, má Quỳnh, mẹ Quỳnh đã nghe trước đó rồi. À, chị cũng xin lỗi Quỳnh ở đây nha, tại vì chị không có muốn là làm đau lòng cái người mẹ. Nhưng mà Quỳnh đã sai rồi, Quỳnh sai chính vì cái người sanh mẹ mình ra nè, đẻ mình ra nè, để cho nhiều người phải lên tiếng nói về ô bà đó không biết dạy con cái, để lên mạng nói một cái cách mà vô văn hóa như vậy. Thì tại sao Quỳnh lại đi nói không công bằng cho Quỳnh? Tại vì Quỳnh đã từng nói mình là người hoạt động nhân quyền, mà đem cái đời tư của người phụ nữ của chị Sunny Minh đi ra để mà bóc phốt, rồi đem em bé bên tốn trầm, rồi con của chị Vân Ờ, rồi đem cái gì chị Tố Nga, diễn những cái đó, những cái hình ảnh mà cha lên trên mạng vậy á, Quỳnh không thấy á, là Quỳnh không thấy là những người đó đến từng đâu sao? Còn những cái bánh đó, cho dù đó chỉ những cái hình bánh đó hả, là đội YouTube họ làm thôi, dựa vô cái thông tin của Thảo Vũ, ví dụ Thảo Vũ nói như vậy thì họ làm như vậy thôi. Mình đã cảm thấy là lòng lộn lên rồi, mình đã cảm thấy là mình nhục nhã. Vậy những cái hình ảnh mà mình đã từng đưa lên mạng trước đây để mà nhục mạ vu khống chị Tố Nga,
làm ảnh đủ thứ anh để mà đưa lên để nhục mạ rồi nói toán là bao giờ trai bao rồi cô chị Tố Nga với chị Bút Long bây giờ chị phải lên tiếng là chị làm trước đây là chị đã thấy không đúng rồi. Đó là khoảng thời gian chị ngưng giao tiếp với mình nhưng mà chị mới có sau này thôi nha, chứ mà lúc mà quay về trước á là Quỳnh gọi chị vẫn trả lời bình thường. Quỳnh có tết cho chị á, lâu rồi không thấy chị tết á, thì Quỳnh lại hỏi ôi chị có giận gì em không, thì lúc tết đó chị không có biết. Sau đó Quỳnh gọi lại nhưng mà chị không biết Quỳnh gọi, rồi chị mới gọi ngược thì Quỳnh lại nói là có em gọi lần. Nhưng mà chị vẫn nói chuyện với Quỳnh một cách rất là trân trọng, bởi vì sao chị nghĩ là chị chưa có thể nên cái chuyện sau này mà chị ghét cái phần đen trên cô Lan mà chị vẫn âm thầm để có cái vụ kiện nó ra sao. Đó là chị dành sự tôn trọng với Quỳnh hết sức rồi, còn gì nữa mà Quỳnh cho chị là bấm. Rồi tiếp tục sau đó chị còn bừng nói cô mình, cô Hen lên trần là bừng thể hiện là một người rất là vẫn còn là không phải là nói xấu Quỳnh hay là gì, đó là cái cảm giác tự nhiên của chị trong cái thời điểm đó, chứ Quỳnh đừng có lấy những cái cảm giác lúc đó hay là những cái message đó về trước Quỳnh áp dụng cho cái sự việc sau này nha, để rồi Quỳnh na bị khán giả nó hư bà đây nè, bà giả dối nè, trước đây bà nói cứ đưa vậy rồi bây giờ bà thể hiện như vậy, bây giờ bà quay ngược lại bà cắn càng thôi, thì cứ nói là ba làng không chịu nổi lại Quỳnh làm chơi vậy ai chứ lại, giống như thầy Hùng Miên nói chẳng khác gì nào giống như là cơ quan chức năng hoặc là thầy thích nhật tự chụp mũ thôi thì ngắm sao sao. Bởi vậy chị mới nói là những gì Quỳnh nói chị không có ngại, chị không sợ, bởi vì mình là fan Thiện Lan cũng cho chị cái cảm giác để hiểu thế nào là vượt qua, chỉ là một phần nhỏ xíu thôi so với cái nỗi đau của Thiện An. Nhưng ở đây chị muốn lên tiếng bởi vì hãy dừng ngay cái cách phản biện, dừng ngay cái cách mà ba mẹ dẫn dắt khán giả theo cái kiểu kỳ khôi của mình. Đừng Quỳnh sai ở đâu nữa, Quỳnh sai ở chỗ là rất là sai ở chỗ là cái cách phản biện. Rồi Quỳnh sai với nhiều người lắm, Quỳnh sai về cái văn hóa của Việt Nam này. Đúng ra Quỳnh phải là người xin lỗi chứ không bắt ai xin lỗi ở trong cái câu chuyện này hết á. Tại vì Quỳnh đầu dây mối giữa là từ Quỳnh mà ra. Nếu Quỳnh không nói á, mình đang nhận ơn mà mình nói không từng nhận ơn của bất cứ ai, rồi mình lại đi bóc phốt hết người này đến người kia mình chỉ chiếc. Rồi cái tâm chị nó đâu có thể mà nằm ngồi yên. Để cho một người những người tốt mà bị một cái người đi lên áp càng đạt đến mức độ đó, tại chị cũng là một nạn nhân mà, rất là sai. Rồi đi bao biện cho cái sai của mình, rồi đi nói là chị gồng mình, tại sao chị không gồng mình, những gì chị làm đều là cái tự nhiên hết mà chị chẳng gồng mình để được gì. Quên đừng có bỏ cái kiểu mà nghĩ bụng ta suy ra bụng mình rồi dùng những cái từ ngữ đó. Chẳng qua những người đang hiện tại, chị không nói về trước nha, đang hiện tại ủng hộ cho Quỳnh là tại vì người ta không có nằm vô trong cái nạn nhân giống như chị đã từng bị. Một ngày nào đó đi, một trong những người như họ đã bị giống như chị bóc khối lên đi, thì sẽ đi hiểu được cái cảm giác như thế nào. Chị phải xin lỗi Quỳnh đó nha, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chị á, lên tiếng trên đạo tình cộng đồng mạng, là lý do cũng chỉ vì cái tình hình chung thôi, cũng chỉ vì để muốn cho cộng đồng mạng này yên thôi. Quỳnh đừng có làm cái YouTube cái kiểu đó càng ngày càng thị phi. Đó là lý do tại sao Quỳnh đã từng nói là tôi là nữ hoàng phải thị phi gì đó. Tự mình sinh ra như vậy thì đừng có nói là nhà nhân quyền. Nhà nhân quyền gì mà đi bóc phốt hết khi người này không có bảo vệ mà lại đi nói xấu bóc phốt đời tư của người ta ra. Rồi bây giờ đến chị phải lên tiếng chứ, một ngày nào đó rồi những người khác nữa thì sao? Cái gì cũng được vừa phải thôi. Người ta không nói không phải là người ta ngu, người ta không nói không phải là người ta sợ mình, nhưng mà chẳng qua cái người ta muốn để cho mình sửa sai bằng cái cách im mặt đó thôi. Chứ không phải thấy người ta im là người ta sợ, tại sao sợ phải sợ, người thật thì họ không có sợ gì hết, những gì nói hoàn toàn là đúng sự thật. Chẳng qua là nó khác là bởi vì cái người làm YouTube như mình cũng vậy, mình đưa lên YouTube, mình nói thì mình phải có cái hình ảnh để chứng minh, mà những hình ảnh đó thì đâu phải là chị là người bỏ lên mạng đâu.
gần đó để mà nói cho rõ đầu đuôi, nói thì nói đi, người người đó là tu, họ cũng phải biết đâu là đúng đâu là sai chứ, họ không có phải là nghe Quỳnh nói vậy là họ tin lời Quỳnh đâu. Không chừng là Quỳnh nói như vậy là thầy sẽ nói lại Quỳnh bỏ miệng không kịp đó. Đó đó, hồ cổ 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 nói lại luôn đó. Thì hãy bóc phốt làm sao cho nó có hợp lý, hợp tình hợp lý chứ. Chị chưa ra trên cộng đồng mạng chị nói lời nào, chỉ có hôm nay thôi nè, chị đã từng nói trên kênh Quỳnh rồi, trên kênh Toán Cầm có một lần. Chị nhớ là cái clip đó là lúc mà Toán Cầm gửi tiền cho, nói về tiền của các bà bác gì ở ngoài nghĩa trang á em. Dạ đúng rồi. Thì chị thấy như vậy thì nói chung là chị vô tình, chị vô chị coi, chị thấy như vậy thì chị cũng gọi lại chị nói em ơi, mình phải xác minh lại con cái hoàn cảnh này có nên giúp hay không. Chị có còn nói vậy thôi em mới nói không đâu chị, em đã biết rồi này kia, thì chị có ủng hộ trong cái like đó là hình như 1-2 triệu gì đó em ạ. Rồi sẵn á chị nghe em nói về chú Phong 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 Ba, chị mới nói em ơi, mình đừng có nói chú Phong 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 Ba, cho dù chú ấy có sai đi nữa mình cũng nên lựa lời mà nói. Rồi không những là vậy, mỗi mà em lâu lâu chị vô chị nghe em phản diện mà có những từ ngữ mà hơi phản cảm xíu thì cũng tết chị nhắc nhỏ em. Ông ơi thôi đi, mình phản diện cho nó có để từ giống như là ấy xíu dễ thương xíu, để cho còn nhiều khán giả khác họ nhìn vô mình một cách lên giống như tế vậy á. Chỉ còn khuyên vậy mà nghe cả chuyện của Tú em nhớ không? Tú lên nói em gì đó, em đòi em đòi không bóc phốt Tú. Chị nói em ơi đừng, em tại Tú nó cũng bây giờ em là lớn hơn Tú, Tú là em của em, mình làm lớn mình làm anh mình phải rộng lượng một xíu, mình kệ nó sai từ từ cũng có người sẽ ra cái nói cái sai của nó. Một ngày nào đó để cho nó nói cho đã đi, một ngày nào đó nó sẽ biết ai là người thương nó. Nếu như chị nghĩ là nó rõ ràng biết là ai là người thương nó đó, nhưng mà chẳng qua nó bị ai đó dẫn dắt nó thôi. Dạ đúng rồi, chứ không phải là nó không biết là người ai mà không biết là cái người ơn của mình. Mà nhưng mà chị không nói ở đây Tú nha, chị không có mặc dù chị đã từng ủng hộ, đã thương Tú hay là bởi vì trái chú, ở đây chị không kể lễ, những gì chị làm chị nói chị không kể lễ, nhưng chị nói vậy cho em thấy là không phải riêng chị mà tất cả mọi người ở đây, nói chung là ai mà thương Thiền An đều là nghĩ là Tú là một cái người con cuối cùng, giống như là để gỡ gạt cái niềm an ủi lại cho Phan cuối cùng thôi, để mà giữ lại cái hòa khí trong Phan, để một ngày nào đó biết thầy về rồi mình còn có dịp gặp mặt để mà mình còn giữ được cái mối hòa khí trong cái không khí yêu thương như vậy, để cho mấy thầy đó cũng là một cái món quà đó em, để tặng lại cho mấy thầy. Trong khi mình ở ngoài mình rất là tự do, mình không có bị ràng buộc. Mấy thầy nghĩ như vậy là thấy là một cái sự mà cò bó thế nào, mà còn phải nghe tai tiếng về sau nữa, rất là tội cho họ. Cho nên đó là lý do tại sao cũng nhiều người vẫn đeo đuổi cho đến ngày hôm nay. Đó cũng là lý do tại sao chị và nhiều người như cô Lan, chị không có nói nhiều ở đây, nhưng mà đại khái là cô chú anh chị em gì của mình đều ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để giữ lại cái niềm an ủi cuối cùng khi mà các thầy về. Rồi quanh lại em thấy không, toàn là lợi dụng không à, còn mình còn lại ở đây là mình là người chịu thiệt á, mình vừa mà vật chất vừa tinh thần nữa. Tội cô Lan, tội em, tội Thảo Vũ, tội những anh chị em đang còn bảo vệ lên tiếng nói ngày đêm mà bây giờ lại như vậy, thì em nói em nghĩ là làm người mình phải có một cái suy nghĩ lại chứ. Dạ đúng rồi, cái sai là quá sai nhưng mà không nhận sai. Rồi trong cái lần đó chị còn nói ô chị, em thấy không, chị nói là chị nghe á, trong đó mình ghi âm chị là mới đây lúc cái thời điểm đó chị nói, nhưng mà thôi chị nghĩ thôi kệ đi, cái cách làm chưa sức để mà câu view câu like của đó thì thôi chị cũng cho nga. Cho đến ngày vừa rồi là chị đã nói là chị Như Mai chỉ lên tiếng chỉ xin lỗi chị rồi, bởi vì chị không muốn cho chị Mai, nhưng mà chị sơ ý thì cái đó là mình là người văn minh tử tế thì mình phải cho những cái lỗi lầm đó đi. Người làm người ai mà có cái lỗi lầm em, không ai mà không lỗi lầm hết đấy. Mình đâu phải là thánh Phật hay là Chúa đâu. Dạ, yeah, đúng rồi. Không có ai mà hoàn hảo trên đời này hết á. Yeah. Mình là một người trong số những cuộc sống ở đây, còn là ai cũng có
chị cũng quen chị Yên Mai là từ lúc chị Yên Mai là người chị biết là bởi vì lúc đầu á mấy thầy bị bắt, còn thầy Nhãn ở ngoài chị không có liên lạc được với ai hết á, cho nên chị vô tình chị vào giúp chứ chị thấy cái tên chị Yên Mai có rẻ số vô, chị liên lạc với chị Yên Mai, chị kết nối chị từ đó rồi từ đó chị cho từ đó mà ra, cho nên chị nghĩ trong đầu của một cái người đây bây giờ chị Yên Mai chị đâu có làm chị sức, chị lên chị ca nhạc khác thôi. Thì chị đâu chị vô chị thân chị một xíu cũng có sao đâu. Bây giờ đâu phải là mình phải ép người ta đi theo cái ý mình, giống như cái cách làm YouTube của mình đó là mình biết khán giả của mình là chỉ có kênh của mình thôi, không được đi bất cứ chỗ hôm nào. Hôm nay cô Hang Lên Trần phản biện quá hay các bạn ơi. Rất là sai, cái sai chỗ đó, sai không phải cho chị, sai cho nhiều người ở đây, cho những người đã từng được bỏ cái niềm tin. Cha có cái niềm tin là mình là văn minh tử tế, mình là một người nhân quyền, và bây giờ hoàn toàn là nghịch lại cái quan của bộ kiện của bà Hoa, còn quay lại bà Hoa nữa. Tại sao bây giờ mình không có đồng ý? Không phải là mình không đồng ý muốn kiện á, anh Tiến Dũng thì cứ đi kiện đi, cứ bỏ tiền của mình ra kiện, còn muốn lấy tiền của cộng đồng á, hay là của mấy anh chị em hay là những người fan bên của Quỳnh thì chị không nói. Nhưng mà cái nhóm mà Thảo cũng đã từng bị kê ra đó, thì Quỳnh hãy nói thiệt là bây giờ cái sự vụ kiện của bà Hoa nó không có đi đến kết quả theo như ý, chứ đừng có ma mẹ dẫn dắt nói là luật sư chỉ vẽ như thế này, không có người luật sư nào về đi ra chỉ vẽ mình cái cách thức cho một cái người đi chào kiện như vậy đó, Linh Trần. Đó là phạm vi luật tố tụng hành sự, một người bình thường cũng biết rồi chứ đừng nói mà một người hiểu biết về pháp luật. Rồi thì lên nói sự thật đi, nếu mà nói được sự thật á, mình là một người hoàn toàn đúng cái nghĩa là văn minh tử tế hay là nhân quyền gì đó, thì mình phải nói cái hợp đồng của mình ra, mình nói thẳng ngồi như vậy thì mấy anh chị có tiếp tục ủng hộ không? Tự nhiên âm thầm lật ngược cái câu chuyện đó thì đó là một cái sai, chứ còn gì nữa, quá sai luôn. Rồi quay lại nữa, sai với ông bà cha mẹ, sai với dòng họ của mình, sai với tổ tiên, tổ quốc của mình, sai hoàn toàn. Bởi vì cái cách mình thể hiện á, mình nói dõng dạc như vậy, nhưng mà cái điệu bộ của mình, cái lời lẽ của mình thoát ra từ cửa miệng của mình, có phải là nó sai quá không? Một người bình thường họ có thể nói những lời lẽ đó, không ai chấp nhất, bởi vì cứ cho chấp nhất đi nữa, họ cũng đâu có lên là họ không có tự xưng mình là văn minh tử tế, họ không có tự mình là một nhà nhân quyền. Còn đừng có nói nha, bây giờ chị không có muốn nói đến mấy vị luật sư, nhưng mà những gì chị làm chị không kể ở đây, nhưng mà Quỳnh cũng đừng có dựa về những chuyện mà luật sư này kia kia nọ nha, đừng có nói nha, chị biết hết á, chị là người trong cuộc rồi chị biết hết. Đó. Nhưng mà không muốn nói ra thôi, tại luôn nói ra để làm gì, mình giúp ai đó, mình làm một cái chuyện gì nho nhỏ đó là cái niềm vui của mình, tại sao mình phải nói ra lợi dụng cái kiểu mà cứ ma mẹ khán giả theo cái cách đó, ai mà chịu nổi. Chị nói hôm nay đó là để cho Quỳnh thấy á, chị không phải là không biết đâu, chị biết hết, mà chẳng chịu qua được cách chị sao ai bà này tôi không ngờ này kia cái nọ, trời ơi cái thứ gì mà nói đây là lời, không phải là chị nói cái thứ gì nha, cái miệng của mình nói là cái thứ gì á, chứ không phải là chị học lại thôi. Mình nói cái thứ gì đâu mà không hiểu nổi, cái loại mình dùng cái từ là cái loại gì mà không hiểu nổi à, cái loại gì để chị nói cho Quỳnh nghe. Cái loại của chị á là không có ăn chán, chị ăn cháo đã bán. Cái loại của chị á là không có phải là thô bỉ ổi như vậy. Cái loại của chị không phải là nói ăn có nói có thì nói có, nói không không nói có. Cái loại của chị không có trắng đảo ngược thành đen. Cái loại của chị không có ma mị vu khống dẫn dắt người này người kia. Cái loại của chị không có lôi đời tư của hết người này đến người kia ra mà nói. Cái loại của chị không có kiểu mà tục tằn, cái kiểu mà hành xử một cái cách một chút vô văn hóa như vậy. Loại chị không có quyền gì cái loại đó. Tôi nghe cô phát biểu mà tôi đưa mặt khóc ra nè các bạn. Đưa mặt khóc ra mà lại thảy tim cho cô quá trời. Mà chị coi những cái comment mà tối hôm qua người ta sát lên người ta gửi cho chị á. Chị mắc cười, chị rất là mắc cười những người trong đó. Họ tự cho mình là nói ở cái bà đó là tu cái gì vậy? Trời mẹ thử cái chuyện chữ tu rồi. Có nhiều người ở trong đó nói dữ lắm. Nói chi chiết nhưng mà chị
không phải là lần đó lần cuối, là như là chị nhớ không làm là có lần xin lỗi ở đâu trên kênh ai đó rồi đó, chị nghe qua đó thì người ta đã biết cái lỗi của người ta và sẽ mở cái rồi lòng ra. Tất cả chúng ta tặng bông chẳng tặng trái tim cho cô Hen Hen Linh Trần các bạn. Tuyệt vời quá cô Hen Linh Trần ơi. Nói sao cho cái người nghe nó cảm thấy có tình có lý chứ. Mình lúc nào cũng nhìn
đến cái câu chuyện ngày hôm nay. Tại sao chị phải lên tiếng ngày hôm nay? Chị muốn chấm dứt cái tình trạng này trên mạng. Không những là riêng chị luôn, tất cả những người khác luôn. Nếu ai nghe những lời này ủng hộ sự thật, ủng hộ lẽ phải, ủng hộ những cách mà chị đang vừa rồi chị trình bày á, thì hãy lên tiếng cùng chị để mà dẹp cái chuyện mà thị phi trên mạng đi. Đừng để cái chị nói đến những người mà Quỳnh đã từng quen biết, chẳng hạn như luật sư Mạnh nha. Chị nói một câu vậy luôn á, chị có thể nói chuyện với luật sư Mạnh về cái chuyện này nè, chị phát Quỳnh luôn á. Tại vì chị nói như vậy là để đủ hiểu là luật sư Mạnh, luật sư Miến biết chị như là người như thế nào rồi đó. Chị không có ý hiếp đâu, nhưng mà chị nói là lần này là lần cuối chị cảnh cáo. Bởi vì sao chị sẽ nói với luật sư Mạnh? Bởi luật sư Mạnh sẽ có cái nhìn như thế nào về chị? Tại luật sư Mạnh đã từng tiếp xúc như đã tiếp xúc với chị rồi đó. Luật sư Biến cũng vậy, họ nói chị đối xử với họ như thế nào, họ cũng đủ hiểu cái tình cảm của chị dành cho họ như thế nào. Họ sẽ nhìn nhận biết được và họ sẽ hiểu cái con người em như thế nào. Em đừng có ba mẹ nữa, đừng có giận dắt nữa, dừng đi. Chị cảm thấy chưa bác với lại mẹ của em luôn á, gia đình của em luôn á. Chị xin lỗi, chị không có thành kiến với mẹ của em, nhưng mà chị không hiểu tại sao những lần em lên live như vậy, mẹ em là người nghe đó, tại sao bà ta không có góp ý chửi cô Lam một cách thẳng thắn như vậy? Chửi Thảo Vũ là một người bạn đã từng đi với mình 2 năm nay, cho là hung mực, tại sao không nói những từ hung mực đó trước đây đi? Người ta đâu có tốn tiền, người ta đâu có bỏ thời gian công sức để trao hết cái niềm tin cho em, để làm hết từ chuyện này đến chuyện khác. Có phải em là một người đúng không? Phải đáp không? Đáp để cho chị nói ngày hôm nay không? Chị không ngờ luôn á, chị bây giờ chị phải lên tiếng, bởi vì cái này là cái tiếng nói chung cho cả cộng đồng luôn. Nếu chị là một người thị phi hả, từ trước đến giờ có những cái sai trái của cô Thanh Nha, không phải là cô Thanh Nha sai trái, nhưng mà chỉ là không có hợp với cái quan điểm của chị, thì chị dừng lại thôi. Còn chính em là người lấy thông tin từ chị, từ cô Thanh Nha, cô em lên em bóc phốt rồi. Rồi bây giờ em quay ngược lại, em nói với chị là người bóc phốt cô Thanh Nha. Có phải em là người ăn đồ sống nói được gì đó không? Còn riêng Tú chị không có nói đến, bởi vì chị thông cảm, bởi vì chị nghĩ là Tú chị coi như giống như một đứa em thôi trong một gia đình. Cho dù cái đứa em đó nó có hư như thế nào đi nữa, mình cũng thôi, mình calm down đi, mình đừng có, mình biết nó sai đó, mình không lên tiếng, người ngoài họ lên tiếng kệ họ, còn mình còn cũng còn một cái chút tình thương cho cái gia đình mà mình đang nghĩ đến. Đó là lý do chị không động cảm gì đến Tú hết á. Mà đến bây giờ ngay cả chị chỉ không có tết không gọi cho Tú, bởi vì lúc nãy chị đứng chiếm luôn nha. Lúc nãy á, lỡ như chị có ghim vào cái Zalo của Tú để chị mà chụp hình lại cái message một cái thời gian á, mà Quỳnh nói chị là nói chuyện có chừng á, chị nói một Tú lúc đó có chừng Tú nó gì nó không biết á, chứ biết đâu mà chị cũng nói sai sự thật á. Đó là chị muốn vô đấy chụp hình, nhưng mà chị lỡ đụng là nó có dấu gọi, thì đừng có nói là lúc đó chị gọi Tú, chị không phải một gọi Tú đâu. Chị lỡ đụng giống như là cái trường hợp mà follow cái Quỳnh á. Còn quay lại hả, còn cái chuyện Facebook á, chị nói thật với em á nha, Facebook á là ở đây á là công cộng, em là người nổi tiếng mà, em muốn dĩ nhiên là em muốn phải nhiều người follow chứ. Tại sao hồi lúc trước chị follow em không nói luôn, chị follow em làm gì? Mà bây giờ là em không thích chị hay là gì đó, em bị người ta bóc phốt trên mạng như vậy, ví dụ vậy. Bây giờ em quay ngược lại em cắn chị, em nói là tôi đã đắc bả rồi, mà giờ bảo cũng lên định follow cái người chị mà kỳ cục thị phi tùm lum ra hết á. Chị xin lỗi em nha Quỳnh, chị không có giờ đâu. Nếu mà chị rảnh á hả, thì chị đâu có tiền để mà chị giúp người này người kia. Chị đâu, nếu chị rảnh á, chị đâu có tiền mà chị ủng hộ em. Bằng chứng là trên vụ kiện đó, em có thấy không? Chứ chị đừng nói gì những cái chuyện mặt giặt khác, chị muốn sao kê đây. Facebook mình bỏ thì ai muốn vô Facebook mình còn hoan nghênh chứ, tại sao mình lại đi nói như vậy? Mà vô của em để làm gì đó được, cũng là không có rảnh đâu trời. Ngay cả Facebook chị cũng không vô để mà chị, nếu mà một người thị phi hả, chị chụp những cái hình ảnh chị làm này làm kia cho Quỳnh á, chị bỏ lên mạng để chị bóc phốt chứ, chị đâu cần. Cho dù chị không
YouTuber đi nữa, chị lên Facebook chị bỏ lên á, chị không quen á. Nhưng mà chị không làm điều đó. Nếu cả cái text message chị đã gửi cho con rồng đọc sáng nay rồi, là chị em đã biết cái nỗi lòng của chị nghĩ chị còn một chút tôn trọng chị với Quỳnh lại đó. Chị nói chị biết thôi, bây giờ không còn mất thời gian với em nữa. Chị nói lại những gì Quỳnh nói, hãy lấy cẩn ngôn lại nha. Một lần cuối á, chị nói cho anh biết á, chị là người mà bị em chị kiếm như vậy thì chị không hiểu nổi trên cái cuộc đời này còn có người nào mà Quỳnh để Quỳnh phải chà đạp nữa. Chị không phải thánh, chị không phải Phật, chị không phải Chúa, nhưng mà ít ra chị cũng tốt hơn những người mà Quỳnh đã để đây là ý định đó. Chị như vậy, chị cũng gọi là tốt hơn Quỳnh đó, mà Quỳnh đã nói như vậy đó, để chị nói như vậy chứ chị không phải là nói là chị tốt hơn những người mà trước đây mà Quỳnh chà đạp, chị không có ý như vậy. Con đừng có nói là một fan thì người ta đi ủng hộ mình sự thật chứ đâu phải là cái gì đâu. Thì bây giờ người ta có chứng kiến riêng của người ta, mình sống mình cũng phải cho nó thoải mái chứ. Cái gì cũng ép buộc người khác theo cái ý của mình hết á, không đồng ý thì lại phản biện bằng cái cách kỳ cục, rồi tấn công người ta như vậy. Ủa, con của mình đây nè, mình còn phải lựa lời mình nói sao á, nó có gì nó ở hơn nữa mình cũng nói con vô để mày nói con nghe nữa, chứ đừng có nói là ngôn ngọt. Mà bạn bè người ngoài mình dám đánh giá người đó là ngôn, mà cuộc đời này không có ai mà giỏi hơn ai hết đó. Em giỏi cái chuyện này, em giỏi cái gì, em giỏi lên bóc phốt người ta hả, em giỏi ma mẹ, em giỏi dùng những cái từ ngữ mà thiếu văn hóa như gì để biệt thị người khác đó hả Quỳnh. Em chỉ giỏi những cái đó sao? Còn nếu em giỏi thì tự động người ta tìm đến mình, trước đây mình thể hiện như vậy người ta tin tưởng, người ta tìm đến mình. Chứ đừng có nói là mình giỏi thì để cho người khác đánh giá, chứ ai mở miệng ra một cái comment nào á cũng chụp về rồi chửi bới rồi đưa lên, cái đó là tấn công bên online, không có đúng, rất là vô đạo đức. Hôm nay chị lên là để cho trải hết lòng mình luôn á, chứ không phải là chị không biết đâu, nhưng mà chị còn giữ lại một chút thể diện cho em để mà em còn làm chiêu sức nữa. Bây giờ chị mới hiểu tại sao cái kênh mà em đã nói là từng triệu view cũng bị bại liệt với cái tên của người, với cái kênh của em, với cái tiếng nói của em, bởi vì đúng rồi. Làm sao người ta không bại liệt được? Tại vì người ta là thật sự, người ta người thật việc thật, người ta không có muốn để cái câu chuyện này nó được dẫn dắt thị phi từ người này đến người kia, liên quan đến nhiều người, người ta muốn bảo vệ cái gia đình người ta. Giống như chị nè, em có nói xấu cỡ nào chị vẫn là chị không có sợ, nhưng mà chị muốn chị tình trạng này chấp trước cho nhiều người khác nữa, và ảnh hưởng những người quen biết chị, hoặc là gia đình đình chị chồng con gì con chị lỡ chắc em lên đây nói vô tình ai đó, chị không vào kênh em, nhưng chị vào kênh của Tối Trần hay là anh Vệ Thượng Tâm Phúc và Thảo Hữu Cô Lan gì đó mà bật lên lớn nghe thì phải con chị nói là người buồn không? Chị nói là nói như vậy thôi, chứ trong lòng chị không có một chút gì hận thù, chị nói ra là nói cho sự thật để cho biết thôi. Đó là em mà em mà để cho chị nói ngày hôm nay là em là cũng không, chị không biết phải nói làm sao luôn á. Chị đã vậy thôi, như em bao nhiêu đó là đủ rồi á em ơi. Chị cảm ơn em và cảm ơn mọi người đang lắng nghe á nha. Ok, chúc cả nhà vui vẻ hôm nay và bye đó, bye em. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ chị quá là hay luôn chị. Hôm nay chị bà nói là trải lòng và chia sẻ những gì mà chị cần muốn nói liên quan đến Nam Quỳnh. Thì bà phải nói rằng cả nhà khen hết lời luôn. Và chị mặc dù là thời gian ở Việt Nam cũng rất là khuya, nhưng mà chị làm dậy sóng nguyên cả cộng đồng, và tất cả mọi người ai cũng thích và lắng nghe chị chia sẻ rất là hay luôn. Ai cũng khen hết chị. Tuyệt vời. Cảm ơn chị nhiều. Đó. Cảm ơn. Cảm ơn hai Linh Trần. Cảm ơn chị. Tôi muốn để các bạn bài phải nói rằng rất là hay luôn chị. Là một ý sau của Tống Trừng nói xong tới cô Lan xin được lên nói. Lúc này là 2 giờ khuya rồi các bạn. Nói chung là khán giả có nhắn tin cho em nè. Đang buồn ngủ nhưng mà nghe chị chia sẻ cái tỉnh ngủ luôn rồi. Ai cũng tỉnh ngủ hết rồi. Hay quá. Tỉnh ngủ luôn. Em mới nói em khuyến khích cho mấy chị hãy cùng nhau mạnh dạn lên vạch trần sự thật và nói ra cho Nam Quỳnh biết là những cái sai đó của Nam Quỳnh, đừng có ảo tưởng hay là ngáo cái quyền lực mà lên là chỉ trích chỉ trích người ta
và chửi, dùng những câu từ rất là thô tục, bị ổi, vô lịch sĩ. Chào Trâm Đặng, để mà chào hết các bạn mới vào sau nha. Chào Mai Đỗ. Những mạch quân là không có đúng. Thì em mong mọi người chị hãy lên tiếng. Thứ nhất là lên tiếng và trả sự thật. Và thứ hai là hãy mấy chị cùng nhau thả tim cho chị Lan và Hen Lê Trần. Các bạn ơi, hãy thả tim. Giải quyết và xử lý đến những người mà như Nam Quỳnh là vi phạm pháp luật. Ví dụ như vậy là hồi tối bạn Quanh Trần Thị có xem cái like này không? Bạn Quanh Trần Thị, thì cái đó là tôi không thấy bạn trong này. Thì và hơn nữa là gì? Thứ ba là hành vi là đi. Các bạn có biết là cái like này buổi tối giá 2 giờ khuya mà cũng 100 mấy, gần 200 người đó. Đó là cái cũng là vi phạm pháp luật đấy. Rất mong là cả nhà hãy cùng nhau để làm những việc đó, để mà dạy cho Nắm Quỳnh một bài học nhớ đời. Đấy, vậy đi. Okay, okay, chờ mau chút xíu. Quỳnh, cô hôm qua chưa lên đúng không? Phải là lập là Quỳnh rụng rúng luôn á, không đùa đâu. Rồi hôm nay em xúc vô cả nhà hai rồi. Lúc này hình như là tôi đang chuẩn bị để tôi lên nè. Hỏi Lan đúng không? Không điện ha. Bây giờ là mở bài của Thảo Vũ lên á. Tôi muốn để tối hôm qua tôi cũng nhảy lên kênh của Toán Trần để nói lời cảm ơn cô Han Lan Trần. Hello, cô Nghiên có. Alo. Sau lúc này mình sẽ xuống live nha các bạn. Có bị dội tiếng không? Tại vì cô đang lên đây nè. Dạ, ok. Cô tắt dùm con cái máy cái bên đi. Cô dặn cô đừng nhỏ. Các bạn hãy tặng bông, hãy cho trái tim cho cô Helen Trần. Hôm nay là cô Helen Trần, ngày mai là Tố Nga Mốt, là Vân Ngờ, là Mộng Huyền Nguyễn, là nữa. Lúc này thật sự tôi rất xúc động khi cô Helen Trần lên nói. Cho cô Lan cảm ơn cô Tên Lan Trần. Dạ. Thức giật mình dậy đó. Ngày hôm nay là cô Tên Lan Trần. Ngày mai, ngày mốt, tất cả những các em, các cháu, các bạn hãy lên tiếng. Chúng ta hãy vượt qua những cái nỗi sợ hãi. Bởi cái dạng người vô đạo đức như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi xin đại diện cảm ơn cô Tây Lan Trần. Cô đã vượt qua những cái rào cản, từ những cái khó khăn khi phải giải quyết như thế nào, muốn xây dựng đứa em, muốn xây dựng người bạn, làm cách nào để cho cô ấy dừng lại. Thế mà bị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bóp méo bởi những cái tự cao tự đại. Tôi chỉ muốn nói vài ý, mong các em, các cháu, các bạn hãy cùng mạnh dạn vượt qua nỗi sợ hãi, với lại cái dạng mà cô Quỳnh này bây giờ mất tất cả những cái nhân tính, nhân cách và đạo đức làm người cô này đã không còn. Tôi chỉ mong tất cả các bạn, các em, các cháu, tất cả chúng ta phải cùng nhau mạnh dạn lên tiếng. Hôm nay là Thế La Trần, ngày mai là người khác và sẽ có người khác lên. Tiếng nói của các bạn rất quý giá. Tiếng nói của các bạn là tình cảm, là tình yêu thương, thiền am, là những người thực sự nói lên một nỗi lòng. Từ nào giờ chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết rằng, chúng tôi chỉ ngỡ rằng chỉ có chúng tôi miệt mài đấu tranh, miệt mài chịu đựng. Nhưng chúng tôi lại không ngờ lại có những các bạn thầm lặng như Tây Lan Trần và còn nhiều người nữa. Tôi chỉ xin nói lời cảm ơn Tây Lan Trần. Hôm nay một Tây Lan Trần, ngày mai còn ai nữa. Các bạn ơi, hãy mạnh dạn lên để dập trần gương mặt xảo trá điêu hoa của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cho tôi xin cảm ơn. Rồi, tôi xin dừng ở đây. Đây là lời chót. Đây là lời kêu gọi. Các em, các cháu, các bạn
Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố lên, vượt qua tất cả những xảo trá lừa lọc của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng ta cùng nhau giật mặt, không để cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh làm mưa làm gió nữa. Cho tôi xin cảm ơn 121 cái like, cảm ơn 149 bạn còn trong luồng like. Cho tôi xin cảm ơn đại diện Phan Thiền An. Tôi một lần nữa cảm ơn cô Helen Trần. Tiếp tục, tôi cũng sẽ tiếp tục đại diện Phan Thiền An sẽ cảm ơn thêm một vài mạnh thường quân nữa. Các em, các bạn, các cháu hãy cố lên, hãy mạnh dạn lên. Cho tôi xin dừng và xin kết thúc ạ.